Chuyện cao thủ hạ sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Nhưng Lý Dục Thần đứng ngoài cửa sơn trang lại tạo thành sự đối lập rõ ràng với nơi này. Anh mặc áo gai vải thô, dưới chân mang giày vải màu xám, tóc dài búi lên cố định bằng một cây châm gỗ, rất rõ ràng là một đạo sĩ nghèo. Bảo vệ của sơn trang cảnh giác nhìn anh như đang đề phòng cướp. Lý Dục Thần đến đây để từ hôn. Hôn ước do ông nội của anh và ông cụ nhà họ Lâm quyết định vào 18 năm trước, anh không rõ nguyên nhân cụ thể, khi đó anh mới 2 tuổi, còn cô cả nhà họ Lâm kia thì vẫn chưa ra đời. Lý Dục Thần không biết năm đó ông nội làm sao lừa được ông cụ Lâm. Khi đó hai ông cháu họ sống nương tựa lẫn nhau, còn dựa vào việc nhặt phế liệu sống qua ngày. Năm 7 tuổi, ông nội chưa từng rời khỏi thành phố Hòa đột nhiên nói muốn đi xa nhà một chuyến. Lúc ông đi là đầu thu, lá đỏ vàng khắp núi. Các bạn thân mến, chuyện đang ra, các bạn cân nhắc khi nghe nhé. Cao thủ hạ sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 1. Thành phố Hòa, khu biệt thự Sơn Trang Bắc Khê. Mấy chục ngôi biệt thự sang trọng thấp thoáng giữa non nước hữu tình. Nhưng Lý Dục Thần đứng ngoài cửa Sơn Trang lại tạo thành sự đối lập rõ ràng với nơi này. Anh mặc áo gai vải thô, dưới chân mang giày vải màu xám, tóc dài búi lên cố định bằng một cây châm gỗ, rất rõ ràng là một đạo sĩ nghèo. Bảo vệ của Sơn Trang cảnh giác nhìn anh như đang đề phòng cướp. Lý Dục Thần đến đây để từ hôn. Hôn ước do ông nội của anh và ông cụ nhà họ Lâm quyết định vào 18 năm trước, anh không rõ nguyên nhân cụ thể, khi đó anh mới 2 tuổi, còn cô cả nhà họ Lâm kia thì vẫn chưa ra đời. Lý Dục Thần không biết năm đó ông nội làm sao lừa được ông cụ Lâm. Khi đó hai ông cháu họ sống nương tựa lẫn nhau, còn dựa vào việc nhặt phế liệu sống qua ngày. Năm 7 tuổi, ông nội chưa từng rời khỏi thành phố Hòa đột nhiên nói muốn đi xa nhà một chuyến. Lúc ông đi là đầu thu, lá đỏ vàng khắp núi. Lúc quay lại là vào tháng chạp, tuyết rơi tán loạn. Khi về đến nhà ông nội chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng. Trên khuôn mặt nhăn nhúm của ông vẫn còn mang nụ cười, chết trong lồng ngực non trẻ của Lý Dục Thần. Sau đó anh được Côn Luân tiên nhân Vân Dương Tử đi ngang qua dẫn đến đỉnh Thiên Đô của núi Côn Luân. Đã mười mấy năm trôi qua, bây giờ anh đã sớm lột xác, chỉ còn thiếu một chút đã có thể bước vào cảnh giới tiên thiên, đi theo con đường trường sinh bất tử. Sư phụ nói nếu bước vào cảnh giới tiên thiên ở độ tuổi này thì anh sẽ là người đầu tiên trong 500 năm qua. Nên xuống núi kiếm thêm kinh nghiệm, đến thế gian tìm cơ duyên đột phá tiên thiên. Sư phụ còn nói tiên nhân đều ở trong núi không phải vì trong núi tốt, mà là vì thế gian rất hút hồn. Chuyện đầu tiên khi Lý Dục Thần quay lại thành phố Hòa là đến nhà họ Lâm để từ hôn. Dù nhà họ Lâm là nhà giàu nhưng anh đường đường là đệ tử của Thiên Đô, Vạn Tiên Môn, sao có thể khom lưng uốn gối ở rể nhà giàu được. Huống hồ chuyện có hôn ước từ bé này thật sự quá phong kiến cổ hủ. Đang trong độ tuổi trẻ trung lại bị trói buộc bởi một hôn ước, chờ đợi một người chưa từng gặp mặt, đều không công bằng cho cả đôi bên. Nên Lý Dục Thần quyết định sẽ từ hôn. Từ hôn cũng coi như cắt đứt duyên trần, khiến đạo tâm kiên định hơn, nói không chừng sẽ có thể đột phá luôn. Đương nhiên Lý Dục Thần cũng lo lắng lỡ như người ta không chịu từ hôn thì sao. Dù sao cũng khiến người ta đợi 18 năm rồi. 18 năm trước anh không từ chối, bây giờ 18 năm trôi qua, con gái nhà người ta đã trưởng thành thì anh đột nhiên nói muốn từ hôn, dường như hơi khó ăn nói. Trên giấy hôn ước có địa chỉ nhà họ Lâm, nhưng chỉ viết là Sơn Trang Bắc Khê chứ không có địa chỉ cụ thể. Lý Dục Thần bèn đến hỏi thăm bảo vệ, ông anh, trong này có chủ nhà nào họ Lâm không? Họ Lâm, bảo vệ quan sát anh từ trên xuống dưới mấy lần, anh đến tìm nhà họ Lâm làm gì? Ồ, tôi đến tìm họ Hàng, Lý Dục Thần đáp. Họ Hàng. Trong mắt bảo vệ lộ vẻ khinh bỉ, anh ta đã gặp rất nhiều người nghèo đến đây tìm người thân rồi. Người trẻ tuổi trước mắt ăn mặc rách rưới, tóc rối bù, đạo sĩ không giống đạo sĩ, ăn mày không giống ăn mày. Những người ở đây đều mang họ Lâm, cậu nói thẳng là tìm người nào đi. Trong giọng nói của bảo vệ lộ vẻ châm chọc, như đang nói để xem anh quen ai. Đều họ Lâm á. Lý Dục Thần không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ đây đều là nhà của nhà họ Lâm? Từ lâu đã nghe nói nhà họ Lâm giàu có, nhưng không ngờ lại giàu có đến mức này. Tôi tìm Lâm Thượng Nghĩa. Đi đi đi, bảo vệ đột nhiên trở nên hung dữ,
ra vẻ xua đuổi, anh cũng chỉ từng nghe đến cái tên này thôi chứ gì, anh có biết ông ấy là ai không? Anh có tư cách gặp ông cụ Lâm à? Lý Dục Thần không hề sợ hãi, bình thản nói, tôi tên Lý Dục Thần, anh gọi điện thoại cho Lâm Thượng Nghĩa là biết. Bảo vệ thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh thì hơi lúng túng, nếu thật sự là người thân của ông cụ Lâm thì anh ta thật sự không đắc tội nổi. Bảo vệ nói một câu đợi đấy rồi xoay người đi đến phòng bảo vệ gọi điện thoại. Lý Dục Thần nhìn khu biệt thự trước mắt, không khỏi cảm thán đúng là một môi trường tốt, cũng coi như một khu đất phong thủy số 1 số 2 thành phố Hòa. Dù nhìn từ địa điểm được chọn hay bố cục chẳng chịt đều có thể biết từng có cao nhân chỉ bảo. Ấy, đó là cái gì? Lý Dục Thần ngẩng đầu nhìn thấy trên khu biệt thự có một đám mây đen mỏng như lụa mãi không tan đi. Lúc này đang vào lúc trời quang, đây rõ ràng không phải một đám mây bình thường. Dù rất nhạt, người thường sẽ không nhận ra điều khác lạ, nhưng làm sao có thể qua được mắt thần của Lý Dục Thần. Mây đen che đỉnh. Dường như người nhà này bị ai đó hãm hại. Có nên cho bọn họ biết không nhỉ? Lý Dục Thần còn đang suy nghĩ thì cửa mở, một người trung niên khoảng 50 tuổi đi ra. Bảo vệ nhìn thấy người đó thì cúi người gật đầu rồi chạy tới. Quản gia Lạc, anh ta chỉ vào Lý Dục Thần, là anh ta. Quản gia Lạc quan sát Lý Dục Thần mấy lần, trong mắt mang theo sự nghi ngờ và khinh bỉ. Cậu tên là Lý Dục Thần à? Phải. Đi theo tôi. Quản gia Lạc không nói thêm gì, dẫn Lý Dục Thần đi vào trong. Bảo vệ nhìn bóng lưng bọn họ, lắc đầu lẩm bẩm, đúng là tốt số, sao mình không có người thân giàu như vậy nhỉ? Đi trong biệt thự nhà họ Lâm, Lý Dục Thần càng chắc chắn nhà họ Lâm bị ai đó chú ý. Bố cục phong thủy ở nơi này vẫn không thay đổi, nhưng địa khí lại bị sao động. Chắc chắn khí vận của nhà họ Lâm sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ khoảng thời gian này mọi chuyện đều không thuận lợi. Anh ngẩng đầu nhìn đám mây đen trên bầu trời. Quản gia Lạc dẫn anh vào một căn biệt thự bên trong, trong biệt thự trang trí nguy nga lộng lẫy, trên sofa trong phòng khách có một người phụ nữ duyên dáng sang trọng ngồi đấy. Bà ta chăm sóc da rất kỹ lưỡng, không thể nhìn ra được dấu vết của năm tháng. Quản gia Lạc bảo bà chủ, đã dẫn người đến rồi cung kính đứng sang bên cạnh. Người phụ nữ quan sát Lý Dục Thần mấy lần bằng ánh mắt khá phức tạp, bà ta bưng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dường như muốn mượn mùi trà đuổi đi xui xẻo do thiếu niên nghèo khổ trước mặt mang đến. Cậu là Lý Dục Thần, người phụ nữ lạnh nhạt hỏi một câu. Phải. Đến từ trong núi à? Phải. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Dục Thần liên tục đáp hai lần phải, thấy người ta cũng không có ý định mời anh ngồi thì bèn đi tới chỗ cái ghế gỗ mang phong cách cổ hiên ngang ngồi xuống. Anh đến để từ hôn, không phải đến cầu hôn. Quản gia thoáng sửng sốt, cái ghế kia rất đặc biệt, ngay cả ông ta cũng chưa từng dám ngồi. Ông ta đang định quát mắng thì đã bị người phụ nữ ngăn cản. Được rồi, thằng nhóc vừa đi ra từ trong núi nên không biết phép tắc. Người phụ nữ nở nụ cười, nhưng vẻ khinh bỉ trong mắt lại càng rõ ràng hơn. Cháu tìm ông cụ Lâm Thượng Nghĩa, Lý Dục Thần không muốn nói nhảm, muốn nhanh chóng nói rõ với ông cụ rồi đi. Ông cụ không phải người cậu muốn gặp là gặp, có chuyện gì thì cứ nói với tôi. Cậu có thể gọi tôi là bà Lâm, người phụ nữ nói rõ thân phận của mình. Nói với bác à, Lý Dục Thần hơi khó xử, anh vốn muốn gặp ông cụ Lâm, bây giờ tự nhiên lại đổi thành bà Lâm. Dựa vào tuổi tác của người phụ nữ này chắc chắn không phải vợ của Lâm Thượng Nghĩa, vậy chỉ có thể là con dâu của ông cụ. Trước khi hôn ước được hủy thì người ngồi đối diện vẫn là mẹ vợ tương lai của anh. Bà Lâm nhìn thấy dáng vẻ đắn đo của anh. Bà ta cười nói, cậu cũng cảm thấy khó xử đúng không? Lý Dục Thần gật đầu một cách thành thật, đúng là có một chút. Bà Lâm càng cười đắc ý hơn, cậu cũng cảm thấy ngại nói ra, cảm thấy rất quá đáng đúng không? Phải, Lý Dục Thần hơi khó hiểu, bác biết cháu đến để làm gì sao? Đương nhiên là biết, bà Lâm khẽ thở dài, từ 18 năm trước, cái tên Lý Dục Thần này đã đâm trong lòng tôi như một cái gai, sao tôi có thể quên được? Lý Dục Thần thầm nghĩ lần này phiền phức rồi, xem ra người ta rất coi trọng mối hôn sự này. Vậy, à thì, cháu, Lý Dục Thần cố gắng chọn lời, muốn giải trừ sự lúng túng có thể xuất hiện tiếp theo. Không cần vội. Bà Lâm ngắt lời anh, cậu vừa đi ra từ trong núi, tôi nói với cậu tình huống của nhà họ Lâm chúng tôi trước. Nhà họ Lâm truyền thừa hơn 100 năm, dù là tài sản hay địa vị đều có thể xem là gia tộc số 1 số 2 của thành phố Hòa.
Ví dụ như cái ghế cậu đang ngồi, đây là ghế tai quan gỗ hương chạm rồng thời nhà Minh, mấy năm trước phòng đấu giá Gia Đức từng đấu giá một cặp, có giá 23 triệu. Bà Lâm thoáng dừng lại, cố ý nhìn thoáng qua Lý Dục Thần, nhưng thấy Lý Dục Thần không hề có vẻ kinh ngạc thì hơi thất vọng. Cái ghế này chuyên để gia chủ nhà họ Lâm ngồi, trong biết bao năm qua, cậu là, người ngoài, đầu tiên ngồi lên cái ghế này đấy. Bà ta cố ý nhấn mạnh hơn chữ người ngoài một chút, nhắc nhở thân phận của Lý Dục Thần. Cậu hiểu ý tôi chứ? Lý Dục Thần gật đầu, hiểu, nhà họ Lâm các người rất giàu có. Quản gia Lạc đứng sau lưng bà Lâm suýt thì cười thành tiếng, đừng nói tên này bị ngu nhé. Bà Lâm hơi sững sờ, bà ta không cảm thấy Lý Dục Thần là một kẻ ngu, có thể chỉ là giả ngu mà thôi. Biết bao nhiêu cậu chủ nhà giàu muốn ở rể nhà họ Lâm để cậy thế, giả ngốc một lúc cũng có mất gì đâu. Đây mới chính là người thông minh. Vậy tôi sẽ nói rõ hơn nhé. Bà Lâm cao giọng, khiến giọng nói trở nên chói tai hơn rất nhiều. Gia tộc như nhà họ Lâm qua các đời thông gia đều chú trọng môn đăng hộ đối. Ví dụ như tôi, nhà mẹ đẻ của tôi họ Nghiêm, đến từ thành phố Mai, nhà họ Nghiêm chúng tôi cũng là gia tộc số 1 số 2 ở thành phố Mai. Môn đăng hộ đối, hai nhà có thể giúp đỡ nhau trong chuyện làm ăn, vợ chồng mới có chung tiếng nói và mục tiêu. Ý của bác là, Lý Dục Thần nghe một lúc thì thấy sai sai. Ý tôi là nhà họ Lâm không thể gả con gái cho một người nghèo không có thân phận được. Bà Lâm nói chuyện rất dứt khoát, không cho phép phản bác, dù là ở rể cũng không được. Lý Dục Thần chợt cảm thấy buồn cười. Anh đến để từ hôn mà. Nhưng trông có vẻ là bị người ta từ hôn thì đúng hơn. Nhưng dù từ hôn hay bị từ hôn thì kết quả đều giống nhau, như thế cũng bớt được không ít việc. Có điều thái độ của bà Lâm này thật quá kiêu căng. Thưa bác có thể đại diện cho ông cụ Lâm không? Lý Dục Thần muốn làm rõ điều này. Nếu không việc từ hôn không giải quyết triệt để, duyên trần khó đứt, tương lai sẽ còn khá phiền phức. Rõ ràng bà Lâm hiểu lầm ý anh, bà ta tỏ vẻ châm chọc, cậu đúng là mặt dày, năm đó ông cụ nhà chúng tôi say nên mới viết ra giấy hôn ước, đó chỉ là lời nói đùa sau khi uống rượu, không thể xem là thật được. Đương nhiên tôi biết để cậu đi như thế cũng có vẻ nhà họ Lâm chúng tôi không có phong độ. Thế này đi, cậu để giấy hôn ước lại, tôi cho cậu 2 triệu. Số tiền này đủ để cậu sống yên ổn nửa đời sau. Bà Lâm giơ tay ra hiệu, quản gia Lạc cầm một vali ra, đặt xuống bàn uống trà rồi bật mở, bên trong là tiền được xếp ngay ngắn. Lý Dục Thần chợt cảm thấy buồn cười. Anh vất vả chạy đến đây chỉ vì 2 triệu à? Nếu hôm nay đồng ý, chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị tiên môn trong thiên hạ cười nhạo. Đường đường là đệ tử của thiên đô, dưới vạn tiên môn mà chỉ đáng giá 2 triệu. Ông cụ Lâm không ra mặt, không biết ý ông cụ thế nào, bà Lâm lại lấy tiền ra đập người. Vốn dĩ từ hôn là để cắt đứt duyên trần, bây giờ lại trở nên càng cắt càng không hết. 2 triệu à, Lý Dục Thần vỗ nhẹ cái ghế có giá trị hơn 200 triệu mà anh đang ngồi, nhà họ Lâm thật đúng là giàu có. Bà Lâm cho rằng anh chê ít, bà ta cười khẩy, trong nhà không có nhiều tiền mặt, nếu cậu chê ít tôi có thể viết cho cậu chi phiếu 3 triệu, tổng cộng là 5 triệu được chứ. Lý Dục Thần lắc đầu, tỏ vẻ không dao động. Bà Lâm hơi cau mày, 10 triệu. Lý Dục Thần vẫn không nói gì. Quản gia Lạc nổi giận, nhóc con đừng không biết điều, con người có lòng tham không đáy cẩn thận có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua quản gia Lạc, sau đó lại nhìn bà Lâm, cất tiếng hỏi, đây là đang uy hiếp tôi à? Có thể xem là thế, bà Lâm lạnh nhạt nói, coi như thầm chấp thuận lời của quản gia Lạc. Thưa bác. Bác làm như vậy có thể sẽ hối hận đấy ạ. Hối hận, bà Lâm cười, ha ha, tôi cũng muốn xem cậu làm sao để tôi hối hận. Lý Dục Thần đứng dậy, lấy tờ giấy ố vàng trong túi ra rồi trải phẳng phiu lên mặt bàn. Trong mắt bà Lâm bắn ra một tia sáng, thế này mới đúng, người trẻ tuổi cần phải biết phép tắc, biết chừng mực, có nhiều thứ đã được định sẵn rằng không thuộc về cậu, nhưng tiền bạc là thứ có thể chân chính thay đổi số phận của cậu. Bà ta đang định đưa tay cầm lấy, nhưng Lý Dục Thần lại đè một tay lên tờ giấy. Bác có biết hôm nay cháu đến để làm gì không? Cháu luôn cho rằng con người ta phải nắm giữ số phận trong tay chính mình chứ không thể bị người khác điều khiển, kể cả ông nội cháu cũng không thể quyết định chuyện hôn nhân của cháu. Chính vì lý do đó nên hôm nay cháu đến để từ hôn. Bà Lâm ngây ra, sau đó lập tức cười khinh miệt, người trẻ tuổi thích sĩ diện, muốn giải vây cho mình, bà ta có thể hiểu mà.
Lý Dục Thần gấp tờ giấy lại, động tác nhẹ nhàng và chậm chạp, gấp gọn gàng rồi bỏ vào trong túi. Nhưng bây giờ cháu không muốn từ hôn nữa. Nếu bên bác muốn từ hôn, hãy bảo Lâm Thượng Nghĩa tới nói chuyện với cháu. Bà Lâm và quản gia Lạc bỗng chốc thay đổi nét mặt, Lý Dục Thần, cậu có biết mình đang làm gì không hả? Nhưng anh lại phớt lờ họ, quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm ngoái đầu lại lấy một lần. Nhìn bóng lưng Lý Dục Thần rời đi, bà Lâm tức giận đến mức run rẩy. Bà ta loáng thoáng nhận ra rằng có thể mình đã phạm một sai lầm lớn. Bà chủ, có cần ngăn cậu ta lại không ạ? Quản gia Lạc hỏi. Bà Lâm khoát tay, đừng làm ầm ĩ trong nhà, chuyện này không thể để cho ông cụ biết. Ông cụ sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này thật sao? Ông cụ trọng chữ tín hơn cả tính mạng của mình, nếu ông ấy biết Lý Dục Thần đã đến thì nhất định sẽ ép Mộng Đình kết hôn với cậu ta. Tôi sẽ không cho phép con gái mình lấy một tên ăn mày nghèo kiết xác, không bao giờ, bà Lâm nghiến răng nói. Bà chủ, có cần, quản gia Lạc ra dấu bằng tay, tôi tìm người giải quyết thằng nhóc này nhé. Sau một lúc im lặng, bà Lâm đáp, đừng để có người chết, dạy cho cậu ta một bài học rồi đuổi ra khỏi thành phố Hòa là được. Điều quan trọng nhất là phải lấy tờ giấy đính hôn mà ông cụ tự tay viết về đây. Bà ta mệt mỏi đứng lên, đang đi về phía cầu thang thì bỗng quay đầu lại, dặn, à đúng rồi, đưa 2 triệu đó cho cậu ta, tôi đã hứa rồi, không thể để người ta nói nhà họ Lâm chúng ta keo kiệt, bảo cậu ta đừng đặt chân vào thành phố Hòa một bước nữa. Bà chủ yên tâm. Tôi sẽ đi làm ngay, quản gia Lạc nhìn vali tiền mặt trên bàn, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, lẩm bẩm, cậu ta sẽ không còn xuất hiện ở thành phố Hòa nữa. Lý Dục Thần ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm, sau đó đi thẳng đến Hồ Linh Sơn nằm ở vùng ngoại ô phía Tây, mộ của ông nội anh được xây ở đây. Anh lớn lên cùng ông nội, sống trong một ngôi nhà cũ ở vùng ngoại ô phía Tây, mưu sinh bằng cách đi nhặt đồng nát. Năm anh 7 tuổi, ông nội đột ngột qua đời. Bởi vì không có tiền trả phí chôn cất, anh đành phải lén lút chôn hài cốt của ông nội trên một bãi đất hoang bên Hồ Linh Sơn, chỉ có nơi này là không ai quản lý, không ai đòi tiền của họ. Hồ Linh Sơn rất rộng, không thể nhìn thấy bên kia bờ. Anh đi tới bãi đất hoang nơi chôn cất ông nội, từ đây nhìn xuống, mặt hồ bốc hơi nước nghi ngút, trông cứ như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Giữa đám cỏ lau trên bãi đất hoang có người đang câu cá, dây câu rất dài. Gần như không thể nhìn thấy phao. Khi đi ngang qua người nọ, Lý Dục Thần lập tức phát hiện đây không phải người thường, cũng chẳng phải đang câu cá thật. Người này đang vận chân khí, hơi nóng tỏa ra từ trên người ông ấy, cùng lúc đó linh khí từ khắp 4 phía quanh hồ cũng đang hội tụ vào trên người ông ấy. Đây là một cao thủ, võ công ít nhất cũng đã hóa kình, có điều trên người ông ấy rõ ràng có nội thương rất nghiêm trọng, ông ấy đang dùng linh khí ở hồ này để trị thương. Lý Dục Thần không ngờ vừa đến thành phố Hòa đã gặp được cao thủ hóa kình, võ công có thể đạt tới hóa kình cũng rất hiếm thấy ở nhân gian. Hiển nhiên ở trong mắt đệ tử Thiên Đô, đây chưa phải là gì cả. Sau hóa kình sẽ là tông sư, sau đấy mới có tư cách bước lên con đường Thiên Đô, mà số lượng người có thể lên đến đỉnh Thiên Đô thì vô cùng ít. Đỉnh Thiên Đô, vạn thiên môn, tổ tiên được tất cả các tiên môn trong thiên hạ tôn kính. Trong cuộc đại chiến giữa tiên và ma năm xưa, 10 vạn kiếm tiên đã bày bố trận tiên kiếm tại đỉnh Thiên Đô, đối đầu với thiên ma ngoại vực và bảo vệ hòa bình của nhân gian. Đây mới là nơi cao nhất trong thiên hạ, làm sao người thường có thể đến được. Mà Lý Dục Thần đã lên đỉnh Thiên Đô từ năm 7 tuổi. Anh không có hứng thú với người đang câu cá bên hồ, vội vàng đi ngang qua, tới chỗ mộ của ông nội mình rồi quỳ xuống. Đã hơn 10 năm trôi qua, nhớ lại chuyện hồi nhỏ, anh không cầm được bùi ngùi xúc động. Khuôn mặt hiền từ của ông nội hiển hiện trước mắt anh. Lý Dục Thần đắm chìm vào những cảm xúc này, khóc lóc nói, ông nội, đứa cháu bất hiếu về thăm ông rồi này. Từng tiếng khóc than bay đi theo gió, xuyên qua bụi cỏ lau, nghẹn ngào quanh quẩn trên mặt hồ bao la. Anh quỳ trước mộ một lúc rất lâu, kể lại tất cả mọi chuyện khi theo Vân Dương Tử tu hành trên đỉnh Thiên Đô trong thầm lặng, cuối cùng nói đến hôn ước của nhà họ Lâm, rồi lại cầu xin ông nội tha thứ. Người nhà họ Lâm quá kiêu căng, kiểu gì cháu cũng phải cho họ một bài học, có điều ông nội yên tâm nhé, cháu biết ông và ông cụ Lâm rất thân nhau, không thì đã chẳng có hôn ước ấy. Bất kể kết quả ra sao, cháu vẫn sẽ trả ơn cho ông ấy thôi. Lúc này có 5 bóng người lén lút xuất hiện trên bãi đất hoang, họ nhanh chóng tiếp cận Lý Dục Thần. Một gã to con trong số đó chỉ vào Lý Dục Thần, là cậu ta đúng không?
Một người khác trả lời, đúng vậy, đại ca, cậu ta đi ra từ trong nhà họ Lâm, em theo dõi sát sao lắm. Gã to con đến gần ngôi mộ để quan sát Lý Dục Thần kỹ hơn, đạo sĩ mặc đồ vải lanh, chắc không sai đâu. Các anh em, hành động bí mật một chút, ông Lạc bảo xử được thằng nhóc này, mỗi người chúng ta sẽ được 100.000. Lý Dục Thần đã sớm biết có người theo dõi mình, nhưng anh không thèm quan tâm, bọn chúng chỉ là lũ sâu kiến trong mắt anh thôi. Khi nghe người nọ nhắc tới ông Lạc, anh nhíu mày, dập đầu ba cái trước mộ rồi đứng dậy nhìn người vừa đến. Nhóc con, mày chọn chỗ hay thật đó, giết mày rồi chôn tại đây luôn, đỡ khỏi phải đi vứt xác. Đừng trách bọn tao cũng chỉ nhận tiền giải họa cho người khác thôi, muốn trách thì trách số phận mày không tốt, đắc tội phải người không nên đắc tội. Gã to con giơ con dao trong tay lên, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lý Dục Thần còn chưa làm gì, một sợi dây câu đã bất chợt bay lên từ trong bụi cỏ lau, phụt ra xa mấy chục mét, quất thẳng vào cổ tay của gã to con. Gã ta hét thảm một tiếng, con dao nhọn hoắt rơi xuống đất. Sợi dây câu vẫn chưa dừng lại, tiếp tục đổi hướng ngay giữa không trung, lần lượt xuyên qua cổ tay của bốn người còn lại. Bọn chúng và gã to con đều la hét vô cùng thảm thiết. Ngay sau đó năm người còn lại bay vút lên trời như diều giấy, rồi lại nặng nề rơi xuống đất. Sợi dây câu mảnh không thể nhìn thấy, họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ sợ hãi nhìn Lý Dục Thần như thể nhìn thấy yêu quái. Họ không nhìn thấy dây, nhưng nó lại không thể thoát khỏi mắt của Lý Dục Thần. Dưới ánh nắng, sợi dây câu mảnh phát ra ánh sáng trắng, xuyên qua khe hở giữa xương cổ tay và xương cẳng tay của năm người từ khoảng cách xa hàng chục mét một cách chuẩn xác. Với khả năng phóng thích nội lực này cho thấy người nọ hiểu biết rất sâu về tinh hoa của võ đạo. Lý Dục Thần biết là ông lão câu cá bên hồ ra tay, nhưng anh không cần cảm ơn gì cả, thế nên chỉ nhìn lướt qua rồi bước về phía gã to con đang nằm dưới đất kêu gào. Thấy Lý Dục Thần tới gần, gã to con cứ như nhìn thấy hung thần ác nghiệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, mày muốn làm gì? Nói đi, ai phái tụi mày tới đây? Không, không có ai cả. Không có ai ư. Lý Dục Thần ngồi xổm xuống nắm chặt lấy cổ tay gã ta, sợi dây câu còn dính trong thịt, chỉ mới kéo nhẹ đã đau thấu tận tâm can. Ngôn tình hay. Thật ra gã to con không bị thương nặng lắm, chủ yếu là do hoảng sợ, ấy thế mà gã ta không dám chống cự, chỉ đành ra sức xin tha. Là ông Lạc. Ông Lạc nào? Lạc Minh Sa, quản gia của nhà họ Lâm ạ. Đúng là quản gia Lạc rồi. Một luồng sát khí xẹt qua trong mắt Lý Dục Thần. Anh và lão già họ Lạc đó không thù không oán, sao ông ta có thể ra tay tàn nhẫn như thế được, chắc là do bà Lâm ra lệnh. Bà ta không muốn cho anh làm con rể đến thế ư. Lại còn không ngần ngại muốn lấy mạng anh. Lý Dục Thần vừa mới thề trước mộ của ông nội rằng sẽ trả ơn cho ông cụ Lâm, bây giờ xảy ra chuyện này, ân oán triệt tiêu với nhau, không ai còn nợ ai nữa. Anh nghĩ đến mây đen trên trời tại khu vực biệt thự nhà họ Lâm, vốn dĩ còn định đi nhắc nhở một tiếng, thậm chí còn có thể giúp họ phá giải thuật này, giờ thì xem ra không cần nữa, cứ để cho họ tự giải quyết đi. Gã to con cũng cảm nhận được sát khí trên người Lý Dục Thần, gã ta càng sợ hãi hơn, cứ liên tục xin tha. Chàng trai, nếu được thì hãy tha cho họ đi, ông lão câu cá bên hồ bước ra từ trong bụi cỏ lau, họ bị dây câu của tôi đâm trúng huyệt nội quan. Sau này bàn tay này không thể cầm dao được nữa, hãy thả họ đi đi. Lý Dục Thần cũng không muốn giết người trước mộ của ông nội mình, nhưng loại người này chỉ bị thương một bàn tay thì hơi quá, một khi thả đi, gã ta sẽ chỉ làm hại nhiều người hơn thôi. Anh bèn lặng lẽ ra tay với những người đó, họ nhất định sẽ bị bệnh rất nặng trong vòng 7 ngày. Nếu như có thể tỉnh ngộ trong thời gian bệnh, từ đó tu tâm dưỡng tính, tích đức làm việc thiện, bệnh tình sẽ có chuyển biến tốt. Còn nếu vẫn muốn làm việc xấu, ác khí ở ngực và gan chưa được loại bỏ, dù có sống cũng chỉ là một kẻ tàn phế. Biến đi! Lý Dục Thần nhìn những người này ngã lộn nhào rời khỏi bãi đất hoang, sau đó mới ôm quyền với ông lão, cảm ơn bác đã ra tay giúp đỡ. Ông lão quan sát Lý Dục Thần từ trên xuống dưới mấy lần, có thể phát hiện do tôi ra tay, cậu cũng không đơn giản đâu. Lý Dục Thần chỉ cười chứ không đáp. Chàng trai trẻ! Cậu có biết vì sao tôi lại giúp cậu không? Ông lão nhìn thoáng qua ngôi mộ kia, thời nay người hiếu thảo không nhiều lắm, nhất là những người khác thế hệ. Mặc dù lúc nãy cậu không khóc, nhưng tôi có thể nghe ra được nỗi đau thấu tận tâm can từ trong giọng nói của cậu. Ông nội cậu có được đứa cháu trai như cậu,
nếu ông ấy ở dưới suối vàng mà biết thì cũng yên lòng. Lý Dục Thần khẽ thở dài, là cháu bất hiếu, năm ấy còn chẳng mua nổi một chỗ trong nghĩa trang, chỉ có thể chôn cất ông nội ở đây. Ông lão ngây người, chứ đây không phải nơi xây mộ mà cậu đã dày công lựa chọn à? Lý Dục Thần lắc đầu, không dối gạt bác, hồi nhỏ cháu và ông nội sống nương tựa lẫn nhau, sống bằng nghề nhặt đồng nát. Lúc ông nội qua đời, cháu mới 7 tuổi, đừng nói là mộ, ngay cả chi phí hỏa táng cháu còn chẳng có, chỉ có thể chôn lén ông nội ở bãi đất hoang này thôi. Ông lão bỗng cười phá lên, cậu đã chọn được một nơi có phong thủy tốt lắm đó. Nơi đây hội tụ linh khí từ mọi nơi trong phạm vi 5.000 mét quanh đây, đưa mắt nhìn khắp thành phố Hòa cũng rất khó tìm được khu vực tốt thứ hai mà chưa bị người khác chiếm. Cũng nhờ hai ông cháu cậu làm việc thiện tích đức nên mới được hưởng phúc này. Lý Dục Thần mỉm cười, tất nhiên anh biết nơi này có phong thủy tốt, nhưng ngày xưa lúc chôn cất ông nội thì anh không biết thật. Nói xong, ông ấy xoay người đi về chỗ mà mình câu cá, vừa đi vừa nói, chàng trai, tôi nhắc nhở cậu một câu nhé. Hồ Linh Sơn đang được khai phá với quy mô lớn, bãi đất hoang này cũng sắp biến mất rồi. Cậu lo mà tìm cách di rời ngôi mộ của ông nội cậu nhanh lên đi. Lý Dục Thần sửng sốt, chuyện này anh cũng không ngờ. Cảm ơn bác đã nhắc ạ. Lý Dục Thần không muốn nợ ân tình, khi nãy ông ấy ra tay giúp đỡ, tuy không cần thiết nhưng lại là lòng tốt, bây giờ còn lên tiếng nhắc nhở, ân tình này cần phải trả. Bác trai, bác bị thương do lửa mạnh, mạch âm duy bị tổn thương. Nếu không chữa trị kịp thời, kéo dài thời gian thì e là sẽ ảnh hưởng đến căn cơ đấy ạ. Ông lão chợt khựng lại, định thần, kinh ngạc hỏi, cậu biết y thuật à? Lý Dục Thần gật đầu, cháu có biết một ít. Cậu có thể chữa khỏi vết thương của tôi ư? Có thể thử xem sao? Ánh sáng hy vọng le lói trong mắt ông ấy, có thể nhìn ra tình hình vết thương của tôi, chắc chắn y thuật sẽ không quá tệ, cậu định chữa bằng cách nào? Lý Dục Thần lấy ra một viên đan tiểu hoàn, bác uống viên thuốc này vào, vận chân khí hai vòng chu thiên, sau khi vận xong cháu sẽ châm cứu cho bác. Anh đã đem đan tiểu hoàn từ trên đỉnh Thiên Đô xuống đây, nó vô cùng quý báu đối với người khác, nhưng đối với Lý Dục Thần thì chẳng là gì cả. Đã thế nguyên liệu cần thiết của đan tiểu hoàn cũng có thể tìm được ở nhân gian, cái khó nằm ở cách luyện chế mà thôi. Ông lão có vẻ hơi do dự, ông ấy có thân phận cao quý. Có không biết bao nhiêu người muốn lấy mạng ông. Nếu chàng trai trước mặt này là do kẻ thù phái đến. Nhưng ông ấy vứt bỏ sự do dự rất nhanh, hạ quyết tâm cười đáp, được thôi, vậy cứ thử một lần xem sao. Ông ấy nhận lấy đan tiểu hoàn rồi uống vào, ngồi khoanh chân tại chỗ, bắt đầu điều động chân khí để luyện vòng chu thiên. Đến Lý Dục Thần cũng phải khâm phục sự quyết đoán của ông lão này, anh rất sẵn lòng kết bạn với một người như vậy. Chỉ một lát sau, trên đầu ông lão bốc lên một làn sương trắng tựa như khí nóng sôi trào. Lúc này, bụi lau đột nhiên khẽ rung, một bóng người bay ra từ bên trong với tốc độ rất nhanh. Phụt phụt phụt, mấy tia sáng lạnh lẽo bay ra, xông thẳng tới ba huyệt lớn trước ngực ông lão. Lý Dục Thần đã phát hiện có người trốn trong bụi lau từ lâu, hơi thở che giấu rất kỹ, có điều không liên quan đến anh nên anh cũng chẳng quan tâm. Bây giờ mới biết thì ra là nhằm vào ông lão. Mai phục ở đây muốn đánh lén. Nhưng thấy người này ra tay cùng lắm cũng chỉ là ám kình đỉnh phong, còn không bằng ông lão câu cá, nhưng cách ẩn nấp cũng khá là lợi hại. Rõ ràng ông lão cũng phát hiện ra người này, ông ta thở ra một hơi liên tục đánh ba chưởng, đánh trúng ám khí bay lên kia. Những ám khí đó xoay vòng trong không trung rồi bay về trên tay người áo đen. Hừ, lại là quỷ đến từ Đông Doanh, ông lão đứng lên, chàng trai trẻ, cậu mau đi đi. Đây là ninja đến từ Đông Doanh, dù võ công yếu ớt nhưng thủ đoạn kỳ quái, gã ta nhằm vào tôi bị thương không thể chiến đấu được lâu, không thể bảo vệ được cậu. Lý Dục Thần hiểu ra, thì ra là nhẫn thuật, chẳng trách lại có thể ẩn núp kỹ như thế. Nhưng cũng chỉ là ninja, chẳng là gì trong mắt anh cả. Ông bác cứ tập trung vận chuyển chân khí, đừng lãng phí hiệu quả của thuốc, người này cứ việc giao cho cháu. Anh tiến lên một bước chắn trước mặt ông lão. Ông lão ngạc nhiên, lo lắng nói, cậu nhóc, tôi biết cậu có bản lĩnh đặc biệt, nhưng đây là trận chiến liên quan đến mạng sống, những tên khốn đến từ Đông Doanh này đều là những cỗ máy giết người đấy. Không sao. Hai chữ ngắn gọn, nhưng rất mạnh mẽ và tự tin. Được, vậy cậu cẩn thận. Ông lão chọn tin tưởng Lý Dục Thần, tiếp tục ngồi thiền. Ninja áo đen đánh hụt cũng không dám tùy tiện ra tay nữa.
Xét về thực lực gã ta không bằng ông lão, nên vẫn luôn ẩn núp, mãi đến khi ông lão uống thuốc chữa thương mới ra tay. Danh con, tốt nhất cậu đừng nên nhúng tay vào chuyện giữa tôi và ông già Tiền Khôn. Tránh ra, tôi sẽ tha cho cậu một con đường sống, người áo đen nói tiếng phổ thông bập bẹ. Lý Dục Thần vẫn đứng yên, vậy thì để tôi xem thử nhẫn thuật của Đông Doanh hiện tại đã phát triển đến mức nào rồi. Người áo đen nhíu mày, gã ta kiêng dè Tiền Khôn nhưng không hề coi người trẻ tuổi này ra gì cả. Thấy Tiền Khôn đã bắt đầu ngồi thiền thì lập tức xông tới. Danh con tự tìm đường chết. Sở trường của nhẫn thuật là thân pháp kỳ quái, di chuyển trong nháy mắt đã đến trước mặt Lý Dục Thần, thanh kiếm trong tay chém ra một đường trắng lóa mắt. Gã ta như đã nhìn thấy cảnh tượng đầu của chàng trai rơi xuống đất, máu tươi bắn ra ngoài từ cổ. Nhưng người áo đen lại thấy chàng trai giơ chân lên, dường như tốc độ chân cũng không nhanh, ít nhất mắt thường của gã ta vẫn có thể thấy rõ quá trình nâng chân lên, ngay cả tàn ảnh cũng không có. Nhưng động tác này vẫn nhanh hơn kiếm của gã ta một chút, vào lúc kiếm quang sắp chạm đến trước cổ chàng trai, chân của chàng trai đã đạp vào bụng gã ta trước. Gã ta cảm thấy bụng đau đớn, vội vàng lùi về sau rồi ngã mạnh xuống đất. Gã ta muốn đứng lên, nhưng vừa mới động đậy thì xương trên người đã kêu lên rắc rắc, xương sườn và cột sống cũng đều nứt ra. Người áo đen vô lực nằm dưới đất, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, trong mắt lộ vẻ căm hận, tuyệt vọng, ủ rũ và sợ hãi. Gã ta nhìn chàng trai trẻ trước mắt, khóe miệng còn vương tia máu khẽ giật, nói ra câu cuối cùng trước khi chết. Cậu, là, ai? Tiền Khôn đột nhiên mở mắt sợ hãi nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Dù ông ấy đang điều động chân khí, nhưng cũng không hề tập trung, đối mặt với ninja của Đông Doanh, sao ông ấy có thể không đề phòng mà trông chờ vào một chàng trai trẻ được. Một chiêu. Chỉ bằng một chiêu đã đánh chết ninja ám kình hậu kỳ. Đây là sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Đừng nói ông ấy bị thương, dù là giai đoạn mạnh nhất trước khi bị thương thì chắc chắn cũng không làm được. Chẳng lẽ chàng trai trẻ này đã đến cấp bậc tông sư rồi? Nhưng độ tuổi này của anh, nghe nói trên tông sư, tiến thêm một bước nữa sẽ đột phá tiên thiên, vào tiên thiên rồi có thể cải lão hoàn đồng. Chẳng lẽ, Tiền Khôn không thể nào để mình không có những suy nghĩ đó? Lý Dục Thần đột nhiên quát to, thời gian đan tiểu hoàn có hiệu lực là có hạn, bác còn ngây người ra đó làm gì? Lúc này Tiền Khôn mới hoàn hồn. Vội vàng nhắm mắt điều động chân khí một lần nữa, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh đi. Hai tiếng sau Tiền Khôn mới mở mắt ra, ông ấy cảm thấy thoải mái, tràn đầy sức sống. Từ khi bị thương đến nay, đã rất nhiều năm ông ấy không có cảm giác thế này rồi. Tiền Khôn chắp tay với Lý Dục Thần, thưa tông sư, không biết cậu tên là gì? Cháu tên Lý Dục Thần, không phải là tông sư gì cả. Chẳng lẽ là người trong đạo môn? Có thể xem là thế. Thì ra là đạo trưởng Lý. Chúng cháu không có xuất gia, nên không cần phải gọi đạo trưởng, bác cứ gọi tên cháu là được rồi. Như thế, Tiền Khôn thấy Lý Dục Thần nói chuyện tự nhiên như thế thì thầm cảm thán cao nhân đúng là phóng khoáng, hoàn toàn không giống những người kia trên thế gian, tranh giành danh lời, tu luyện võ công cả đời chỉ vì để người khác gọi bọn họ một tiếng tông sư. Vậy tôi sẽ cậy già lên mặt gọi cậu là em Lý, còn cậu gọi tôi một tiếng anh, được chứ? Cũng được, Lý Dục Thần hờ hững nói, bây giờ em sẽ châm cứu cho anh, đả thông mạch âm duy của anh. Hai mắt Tiền Khôn sáng lên, ông ấy nói, vậy thì phiền em Lý rồi. Lý Dục Thần bảo Tiền Khôn ngồi xuống, nhặt dây câu ông ấy dùng để câu cá dưới đất lên, em không mang kim theo, mượn dây câu của anh dùng tạm vậy. Anh nhẹ bấm ngón tay, dây câu đứt thành từng đoạn, có tổng cộng 13 đoạn. Sau đó anh cầm lấy một đoạn trong đó rồi búng nhẹ một cái. Dây câu bắn ra như kim, đâm vào huyệt thiên khu của Tiền Khôn. Tiếp theo là đoạn thứ hai, đoạn thứ ba, chẳng mấy chốc 13 đoạn dây câu đã đâm vào 13 huyệt vị tựa như kim, sâu cạn không giống nhau, nhưng phần đuôi vẫn đang liên tục đung đưa. Tiền Khôn ngây người nhìn cách châm cứu kỳ diệu này. Khi nãy ông ấy phóng nội lực bắn dây câu ra đâm thủng cổ tay của mấy tên côn đồ trông có vẻ cao siêu, nhưng còn kém xa Lý Dục Thần. Chưa nói đến độ chuẩn xác khi đâm vào huyệt. Chỉ nói đến việc dây câu sau khi rời tay vẫn cứng như kim, chân khí bên trong ngưng tụ không tan đi thì đây thật sự là lần đầu ông ấy nhìn thấy. Mà thứ tự và phương pháp châm cứu 13 huyệt vị này, chẳng lẽ là quỷ môn thập tam châm trong truyền thuyết ư? Cuối cùng Tiền Khôn cũng tin hôm nay mình gặp được quý nhân, hơn nữa rất có thể đây là lần gặp gỡ may nhất cuộc đời ông ấy.
Lý Dục Thần rất thành thạo, chẳng mấy chốc đã hoàn thành một lần châm cứu, anh rút hết toàn bộ dây câu ra vứt đi, vỗ tay nói. Chuyện thám hiểm. Xong rồi, vết thương của anh gần như không còn gì đáng ngại nữa, với nền tảng của anh chỉ cần tĩnh dưỡng nửa năm là sẽ khỏi hẳn. Nếu muốn nhanh em có thể kê cho anh một đơn thuốc, trở về uống nửa tháng. Nửa tháng sau em sẽ giúp anh châm cứu một lần nữa là có thể hồi phục lại như cũ. Tiền Khôn rất rung động, ông ấy nói với giọng điệu biết ơn, anh đã bị thương gần 10 năm, tất cả bác sĩ nổi tiếng trong thiên hạ đều bó tay, không ngờ em Lý vừa ra tay đã chữa khỏi bệnh, chú đúng là thần tiên trong nhân gian. Lý Dục Thần đọc cho ông ấy tên mấy vị thuốc bắc, dặn dò lượng dùng, bảo ông ấy về hốt thuốc theo đơn, sau đó hỏi, nửa tháng sau em sẽ châm cứu cho anh, làm cách nào để tìm anh đây? Tiền không đáp, nhà anh ở Tiền Đường, đến lúc đó anh sẽ đến thành phố Hòa đón chú cho anh số điện thoại đi. Lý Dục Thần bèn lấy cái điện thoại Nokia cũ đã dùng mấy chục năm ra, trao đổi số điện thoại với Tiền Khôn. Trước khi tạm biệt, Lý Dục Thần thấy Tiền Khôn trầm ngâm như có gì muốn nói thì bèn hỏi, anh Tiền có chuyện gì sao? Tiền Khôn cất lời, nhà họ Lâm ở thành phố Hòa cũng có thể xem là gia tộc giàu có, không biết chú có thù oán gì với nhà họ Lâm, có phải có hiểu lầm gì không? Anh cũng có quen biết với Lâm Thượng Nghĩa, nếu cần thì anh có thể giảng hòa giúp cho. Không cần đâu, Lý Dục Thần trả lời rất dứt khoát, chỉ là một chút chuyện nhỏ, em có thể tự giải quyết được. Tiền Khôn còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Ông ấy biết rõ chuyện nhỏ trong miệng Lý Dục Thần chưa chắc là chuyện nhỏ với nhà họ Lâm. Nhìn bóng lưng Lý Dục Thần rời đi, ông ấy khẽ thở dài một hơi, thầm nói, Lâm Thượng Nghĩa à Lâm Thượng Nghĩa, ông đắc tội với cao nhân như thế chỉ có thể tự cầu phúc cho mình thôi. Rời khỏi Hồ Linh Sơn, Lý Dục Thần trở về chỗ ở lúc nhỏ, tiếc là mười mấy năm trôi qua thế sự xoay vần, căn nhà cũ nát trước đây đã không còn. Thay vào đó là những tòa nhà cao tầng chỉnh tề, đường làng dơ bẩn cũng trở thành đường quốc lộ sạch sẽ. Lý Dục Thần đứng bên đường nhìn một dãy cửa hàng sạch sẽ ngăn nắp kia, thật sự không dám chắc nơi anh ở năm đó nằm ở đâu. Vào lúc Lý Dục Thần đang định rời đi thì quán cơm đối diện có một cô gái đi ra, anh cảm thấy rất quen mắt, mà cô gái kia vừa nhìn thấy anh đã ngây người. Một lúc lâu sau đó, cô gái sợ hãi hỏi, anh Dục Thần. Lý Dục Thần thầm thấy kinh ngạc. Ngạc nhiên nói, em là Đinh Hương. Anh đúng là anh Dục Thần. Cô gái vui mừng nhảy cẫng lên chạy tới trước mặt anh giang tay muốn ôm, nhưng sau đó thay không ổn lắm. Cô ấy đỏ mặt, anh Dục Thần, mấy năm qua anh đã đi đâu, em và anh Mã Sơn đều rất nhớ anh. Cô gái tên Đinh Hương là bạn khi bé của Lý Dục Thần, khi đó hai người là hàng xóm, đều sống bằng việc nhặt phế liệu, ngoài ra còn có một trẻ mồ côi tên là Mã Sơn cũng ở cùng một khu. Đinh Hương nhỏ hơn Lý Dục Thần 2 tuổi, Mã Sơn lớn hơn anh 2 tuổi, thường tự nói mình là anh cả, rất quan tâm hai người họ. Mười mấy năm không gặp, vẻ ngoài của Đinh Hương đã thay đổi rất nhiều, người ta hay nói con gái dậy thì liên tục thay đổi càng xinh đẹp, khác một trời một vực với cô bé bẩn đen lúc còn nhỏ. Cũng may Lý Dục Thần tu luyện có thành tựu, dù đã trưởng thành cũng không bị gian khổ trong xã hội mài mòn, cả giọng nói dáng điệu đều có thể thấy được bóng dáng khi còn bé. Nên Đinh Hương mới có thể nhận ra. Lúc đầu Lý Dục Thần cũng không nhận ra Đinh Hương, mãi đến khi Đinh Hương gọi một tiếng anh Dục Thần. Nhớ đến chuyện cũ khi còn bé, Lý Dục Thần thầm thấy ấm áp, anh cũng nhớ hai người. Ây, khu mà chúng ta ở trước đây là ở đâu vậy? Đã phá bỏ di rời từ lâu rồi, Đinh Hương cười nói, anh Dục Thần đã nhiều năm không về nên cũng không nhận ra nữa rồi nhỉ. Thành phố bây giờ thay đổi rất lớn, mỗi năm mỗi khác. Tiếc là cái nhà đó không phải của chúng ta, nếu không đã có thể nhận được một khoản tiền quy hoạch lớn rồi. Lý Dục Thần gật đầu, nhà cũ đã bị dỡ bỏ, anh cũng không còn nhớ nhung làm gì. Mấy năm qua mọi người đều sống tốt chứ? Rất tốt, anh Mã Sơn làm giám đốc của một quán bar, oai phong lắm. Ồ, người này đã làm giám đốc rồi à, đúng là không đơn giản, Lý Dục Thần cảm thán, còn em thì sao? Em đỗ đại học rồi. Bây giờ vẫn đang vừa học vừa làm kiếm học phí, Đinh Hương hơi ngượng ngùng chỉ vào quán cơm nhỏ kia, này, buổi sáng em sẽ làm công cho quán cơm kia, buổi tối thỉnh thoảng sẽ đến quán bar của anh Mã Sơn làm part time. Anh Dục Thần, chắc anh vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ, em dẫn anh đi ăn cơm. Nói xong thì lập tức kéo Lý Dục Thần vào trong quán cơm nhỏ. Lý Dục Thần cũng không từ chối, đúng lúc anh cũng đói rồi. Chủ tiệm cơm là một người trung niên mập mạp. Trông rất hiền hòa thành thật,
Lý Dục Thần cũng yên tâm. Ông chủ nghe nói anh là bạn đã thất lạc nhiều năm của Đinh Hương thì tự mình dặn dò nhà bếp nấu mấy món ăn, còn đặc biệt cho cô ấy nghỉ nửa ngày để cô ấy ăn xong thì đi dạo với Lý Dục Thần. Rời khỏi Hồ Linh Sơn, Lý Dục Thần trở về chỗ ở lúc nhỏ, tiếc là mười mấy năm trôi qua thế sự xoay vần, căn nhà cũ nát trước đây đã không còn, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng chỉnh tề, đường làng dơ bẩn cũng trở thành đường quốc lộ sạch sẽ. Lý Dục Thần đứng bên đường nhìn một dãy cửa hàng sạch sẽ ngăn nắp kia, thật sự không dám chắc nơi anh ở năm đó nằm ở đâu. Vào lúc Lý Dục Thần đang định rời đi thì quán cơm đối diện có một cô gái đi ra, anh cảm thấy rất quen mắt, mà cô gái kia vừa nhìn thấy anh đã ngây người. Một lúc lâu sau đó, cô gái sợ hãi hỏi, anh Dục Thần. Lý Dục Thần thầm thấy kinh ngạc, ngạc nhiên nói, em là Đinh Hương. Anh đúng là anh Dục Thần. Cô gái vui mừng nhảy cẫng lên chạy tới trước mặt anh giang tay muốn ôm, nhưng sau đó thay không ổn lắm. Cô ấy đỏ mặt, anh Dục Thần, mấy năm qua anh đã đi đâu, em và anh Mã Sơn đều rất nhớ anh. Cô gái tên Đinh Hương là bạn khi bé của Lý Dục Thần, khi đó hai người là hàng xóm, đều sống bằng việc nhặt phế liệu, ngoài ra còn có một trẻ mồ côi tên là Mã Sơn cũng ở cùng một khu. Đinh Hương nhỏ hơn Lý Dục Thần 2 tuổi, Mã Sơn lớn hơn anh 2 tuổi, thường tự nói mình là anh cả, rất quan tâm hai người họ. Mười mấy năm không gặp, vẻ ngoài của Đinh Hương đã thay đổi rất nhiều. Người ta hay nói con gái dậy thì liên tục thay đổi càng xinh đẹp, khác một trời một vực với cô bé bẩn đen lúc còn nhỏ. Cũng may Lý Dục Thần tu luyện có thành tựu, dù đã trưởng thành cũng không bị gian khổ trong xã hội mài mòn, cả giọng nói dáng điệu đều có thể thấy được bóng dáng khi còn bé, nên Đinh Hương mới có thể nhận ra. Lúc đầu Lý Dục Thần cũng không nhận ra Đinh Hương, mãi đến khi Đinh Hương gọi một tiếng anh Dục Thần. Nhớ đến chuyện cũ khi còn bé. Lý Dục Thần thầm thấy ấm áp, anh cũng nhớ hai người. Ây, khu mà chúng ta ở trước đây là ở đâu vậy? Đã phá bỏ di rời từ lâu rồi, Đinh Hương cười nói, anh Dục Thần đã nhiều năm không về nên cũng không nhận ra nữa rồi nhỉ. Thành phố bây giờ thay đổi rất lớn, mỗi năm mỗi khác. Tiếc là cái nhà đó không phải của chúng ta, nếu không đã có thể nhận được một khoản tiền quy hoạch lớn rồi. Lý Dục Thần gật đầu, nhà cũ đã bị dỡ bỏ, anh cũng không còn nhớ nhung làm gì. Mấy năm qua mọi người đều sống tốt chứ? Rất tốt, anh Mã Sơn làm giám đốc của một quán bar, oai phong lắm. Ồ, người này đã làm giám đốc rồi à, đúng là không đơn giản, Lý Dục Thần cảm thán, còn em thì sao? Em đỗ đại học rồi, bây giờ vẫn đang vừa học vừa làm kiếm học phí, Đinh Hương hơi ngượng ngùng chỉ vào quán cơm nhỏ kia, này, buổi sáng em sẽ làm công cho quán cơm kia, buổi tối thỉnh thoảng sẽ đến quán bar của anh Mã Sơn làm part time. Anh Dục Thần, chắc anh vẫn chưa ăn cơm đâu nhỉ, em dẫn anh đi ăn cơm. Nói xong thì lập tức kéo Lý Dục Thần vào trong quán cơm nhỏ. Lý Dục Thần cũng không từ chối, đúng lúc anh cũng đói rồi. Chủ tiệm cơm là một người trung niên mập mạp, trông rất hiền hòa thành thật, Lý Dục Thần cũng yên tâm. Ông chủ nghe nói anh là bạn đã thất lạc nhiều năm của Đinh Hương thì tự mình dặn dò nhà bếp nấu mấy món ăn. Còn đặc biệt cho cô ấy nghỉ nửa ngày để cô ấy ăn xong thì đi dạo với Lý Dục Thần. Lâm Thiền Minh lắc đầu, ông chủ đối xử rất tốt với tôi, Thiền Minh sẵn lòng đi theo ông chủ, nhất định không thay lòng. Ha ha, cậu nghĩ xa quá rồi, Lâm Thượng Nghĩa cười to, tôi đã từng tuổi này, sớm muộn gì cũng phải đi, tôi đi rồi cậu còn đi theo kiểu gì. Ông chủ, Lâm Thượng Nghĩa xua tay ngăn cản Lâm Thiền Minh nói tiếp, hai chúng ta không phải người ngoài. Đừng nói mấy lời sáo rỗng kia. Con người cuối cùng cũng phải chết, có gì phải kiêng dè. Mấy năm trước tôi mua một hòn đảo nhỏ ở biển Hoa Đông, đã khai thác gần xong rồi. Tôi biết cậu không muốn sống cùng với người đời, không bằng đến biển Hoa Đông làm một chủ đảo đào hoa, thế thế nào? Lâm Thiền Minh vội đáp, cảm ơn ông chủ. Đừng vội cảm ơn tôi, Lâm Thượng Nghĩa nói, tôi còn muốn nhờ cậu giúp một chuyện. Ông chủ nói đi ạ. Tai họa của nhà họ Lâm vào hai mươi mấy năm trước, đến nay tôi nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi. Nhà họ Lâm bây giờ trông như mặt trời ban trưa, nhưng lại loạn trong giặc ngoài, cái gì cũng có. Một khi tôi chết e rằng những chuyện này sẽ cùng nhau xuất hiện, tôi muốn nhờ cậu giúp, trong vòng 3 năm sau khi tôi chết, cậu phải bảo vệ an toàn cho người đời sau của nhà họ Lâm. Ông chủ yên tâm, đây vốn là chuyện mà tôi phải làm. Còn có một chuyện nữa, có một người tên Lý Dục Thần. Lâm Thượng Nghĩa thoáng khựng lại, xoay người nói, đi thôi, trở về tôi sẽ nói rõ với cậu chuyện này. Hai người đi về,
lúc đến khu biệt thự, bảo vệ thấy ông cụ trở về thì cúi người chào hỏi, hôm nay ông chủ về sớm thế ạ. Lâm Thượng Nghĩa trước giờ luôn rất hiền lành với người làm, già rồi không đi nổi nữa. Bảo vệ nói, ông cụ Lâm đối xử tốt với những người làm và thân thích nghèo khó đều tốt như thế, là một người tốt bụng, từ nhỏ mẹ cháu đã nói với cháu người tốt đều có thể sống lâu trăm tuổi. Lâm Thượng Nghĩa cười to, làm gì có chuyện sống lâu trăm tuổi, cậu có nịnh bợ đến mấy cũng không thể thay đổi được số phận của con ngựa già là tôi đâu. Ông cụ chợt nhớ đến điều gì nên nghiêng đầu hỏi bảo vệ, khi nãy cậu nói thân thích nghèo gì cơ? Bảo vệ đáp, không phải rất hay có người nghèo đến chỗ chúng ta nói là người thân sao, ông còn dặn dò chúng cháu phải khách sáo với bọn họ, ông quên rồi à? Không phải hôm nay còn có một đạo sĩ nhỏ đến ạ? Lâm Thượng Nghĩa rất vui vẻ vỗ vai bảo vệ, cậu làm đúng lắm, người nghèo không thể không có chí hướng, người giàu không thể quên đi cội nguồn. Phải hành thiện tích đức nhiều hơn, qua ba đời nữa, con cháu của cậu cũng sẽ vô cùng giàu có. Bảo vệ cười ngây ngô, không dám nghĩ đến chuyện vô cùng giàu có chút tiền là được rồi ạ, hì hì. Lâm Thượng Nghĩa đang muốn đi thì lại nghĩ đến điều gì, ông cụ thoáng sửng sốt rồi xoay người lại hỏi, đạo sĩ nhỏ cậu vừa mới nhắc tới là ai? Bảo vệ đáp, hôm nay có một chàng trai trẻ ăn mặc giống đạo sĩ nói là muốn tìm ông, là người thân của ông, hình như tên là Lý cái gì đó thần. Cậu nói người đó tên gì, nụ cười trên mặt Lâm Thượng Nghĩa biến mất, ông hỏi với vẻ nghiêm túc. Bảo vệ không biết vì sao Lâm Thượng Nghĩa lại đột nhiên không vui, anh ta sợ hết cả hồn, cậu ta tên là Lý, Dục Thần, đúng rồi, tên là Lý Dục Thần, quản gia Lạc là người tiếp đón cậu ta. Vậy cậu ta đâu rồi? Đi rồi à? Lâm Thượng Nghĩa giận dữ hét to, gọi Lạc Minh Sa đến cho tôi. Tim bảo vệ đập thình thịch, ông cụ Lâm xưa giờ hiền hòa gần gũi, nhưng một khi ra oai luôn khiến người ta thấy sợ hãi. Chẳng lẽ người họ Lý này là một kẻ lừa đảo? Hay, chọc giận ông cụ xem ra là xui xẻo rồi, còn liên lụy đến quản gia Lạc nữa. Lâm Thu Thanh không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì mà ông cụ lại vội vàng gọi ông ta về nhà như thế. Gần đây việc kinh doanh liên tục xảy ra chuyện khiến ông ta sứt đầu mẻ chán, nên cũng không để ý đến chuyện trong nhà. Về đến chỗ ở của ông cụ, vợ ông ta Nghiêm Tuệ Mẫn, con trai Lâm Vân, anh họ Lâm Lai Phong, cháu trai Lâm Thiếu Hằng đã đến từ lâu, ngoài con gái Lâm Mộng Đình đang học đại học ở Tiền Đường và cháu trai út Lâm Thiếu Bình đi du học ở nước ngoài, các nhân vật chủ chốt của nhà họ Lâm đều đã có mặt. Lâm Thu Thanh cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ. Sau khi ông ta đi vào cũng không có ai chào hỏi ông ta, ngay cả vợ ông ta cũng không nói gì, tất cả mọi người đều câm như hết. Còn ông cụ ngồi trên sofa trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trên mặt lại chứa đựng sự giận dữ, rõ ràng là vừa nổi giận. Chẳng lẽ ông cụ biết chuyện kinh doanh gần đây gặp nhiều trở ngại rồi sao? Bố, có chuyện gì thế? Lâm Thu Thanh thấp thỏm hỏi. Hỏi vợ của con ấy, ông cụ đột nhiên nổi giận. Giọng nói như sấm rền, con hỏi xem vợ con đã làm gì rồi. Bà Lâm sợ đến mức kẽ run rẩy, cúi đầu khóc thút thít. Chuyện hot. Lâm Thu Thanh không hiểu sao bố lại giận dữ đến thế, chỉ đành đi tới hỏi vợ. Bà Lâm vừa khóc vừa kể lại chuyện ban ngày, nhưng lại giấu đi một vài chi tiết. Tôi nghĩ cho cậu ta 2 triệu đã là không bạc đãi cậu ta rồi, cậu ta và Mộng Đình của chúng ta chưa từng gặp nhau cứ thế đến ở rể chắc chắn Mộng Đình sẽ không chấp nhận được. Hơn nữa con gái nhà họ Lâm chúng ta sao có thể cưới một thằng nhóc nghèo từ trong núi đi ra được, nếu chuyện này truyền ra ngoài. Lâm Thu Thanh cũng đã hiểu, đương nhiên ông ta cũng biết chuyện con gái có hôn ước từ nhỏ, nhưng ông ta chưa từng để tâm, chỉ coi như một trò đùa. Không ngờ sau bao nhiêu năm người ta thật sự tìm đến. Bà đúng thật là, sao lại không nói với bố một tiếng mà đã tự quyết định rồi. Không phải gần đây bố không được khỏe sao? Tôi nghĩ chút chuyện nhỏ này không cần phải làm phiền bố. Hơn nữa hôn ước là do bố quyết định, bố là một người chú ý thể diện, có một số việc người làm con như chúng ta phải giúp bố san sẻ. Những lời bà Lâm nói đều rất có lý, có thể nói là vô cùng trôi chảy, kết hợp với dáng vẻ khóc thút thít của bà ta, khiến những người xung quanh đều thông cảm. Lâm Thu Thanh cũng cảm thấy vợ mình không sai, bố già nên hồ đồ rồi. Nhưng ông ta không dám cãi lại bố. Nên chỉ đành nhìn về phía Lâm Lai Phong cầu cứu. Lâm Lai Phong là con trai của bác cả, vì bác cả chết sớm luôn khiến ông cụ áy náy, cho nên có lúc ông ta nói chuyện với ông cụ vẫn dễ dàng hơn Lâm Thu Thanh. Lâm Lai Phong hắng giọng một tiếng. Đúng đó chú, Tuệ Mẫn nói rất có lý,
chưa nói đến việc không môn đăng hộ đối, chỉ nói hai người trước giờ chưa từng gặp nhau, sao Mộng Đình có thể chấp nhận được. Chú cũng hiểu tính Mộng Đình mà. Lâm Thu Thanh nhìn anh họ với vẻ biết ơn, cảm thấy anh họ đã nói giúp như thế rồi bèn tiến lên cất lời, bố. Ai ngờ ông ta vừa lên tiếng thì Lâm Thượng Nghĩa đột nhiên đứng phắt dậy, cầm lấy bình trà trên bàn đập mạnh một cái. Một tiếng xoảng vang lên, bình sứ vỡ tan tành. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Bình sứ này do một người nổi tiếng làm ra, giá cả không rẻ, cũng là thứ mà ông cụ thích, ngay cả bình sứ cũng ném xuống đất, có thể thấy ông cụ tức giận đến mức nào. Lần này không còn ai dám nói gì nữa. Thằng nhóc nghèo, Lâm Thượng Nghĩa cười khẩy, nghèo thì sao, mở ra phả xem một lượt ba thế hệ nhà ai chưa từng nghèo không. Nhà họ Nghiêm các cô chưa từng nghèo à? Lâm Thượng Nghĩa tôi năm đó cũng từng nghèo. Lúc tôi gặp khó khăn ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, nếu nghĩ như các người thì năm đó tôi có thể cưới được mẹ của người sao? Ông chủ đừng nổi giận, cần gì phải thế chứ? Lâm Thiền Minh đứng sau lưng Lâm Thượng Nghĩa nhỏ giọng khuyên nhủ. Không phải tôi giận mà là đám bất hiếu này quá tệ hại, Lâm Thượng Nghĩa chỉ bàn tay run rẩy vào mấy người trong phòng khách, tôi không còn sống được bao lâu nữa, nếu tôi đi rồi, ai trong các người có thể kế thừa gia sản khổng lồ như thế? Đuổi Lý Dục Thần đi, các người sẽ phải hối hận. Bố, Lâm Thu Thanh không hiểu kế thừa gia sản được hay không có liên quan gì với người tên Lý Dục Thần này, có phải ông cụ hồ đồ rồi không? Nhưng ông ta lại không dám nói như thế mà chỉ hỏi, bố nói đi, chúng con phải làm thế nào bố mới có thể hết giận? Tìm, đi tìm, huy động tất cả mọi người, không tìm được người về, ông cụ Lâm chỉ vào Lâm Thu Thanh, con cũng đừng làm gia chủ nữa, còn nữa, bảo vợ con cút về thành phố Mai luôn. Câu nói cuối cùng khiến Nghiêm Tuệ Mẫn suýt ngã quỵ dưới đất. Ninh Hương gọi điện thoại cho Mã Sơn, vui vẻ kể qua điện thoại cho gặp lại Lý Dục Thần. Sau khi cúp máy, cô ấy vui vẻ nói với Lý Dục Thần. Anh Dục Thần, anh Mã Sơn nói vấn đề việc làm của anh cứ để anh ấy lo. Ồ, Lý Dục Thần hờ hững gật đầu, anh không muốn dập tắt sự nhiệt tình của Ninh Hương. Ninh Hương cứ mãi nhìn chằm chằm vào Lý Dục Thần. Lý Dục Thần hỏi, em nhìn anh làm gì? Trên mặt anh dính cái gì sao? Ninh Hương cười hì hì, anh Dục Thần, dáng vẻ này của anh không thể đi làm được, chẳng khác nào một đạo sĩ, em dẫn anh đi cắt tóc nhé. Sau đó cô ấy im lặng kéo Lý Dục Thần đi tới tiệm làm tóc, để cho thợ cắt tóc tân trang lại cho Lý Dục Thần, cắt mái tóc dài anh nuôi mười mấy năm thành tóc ngắn trông rất có tinh thần. Ninh Hương lại kéo anh đi tới trung tâm thương mại mua mấy bộ quần áo. Lý Dục Thần vừa thay quần áo và kiểu tóc lập tức từ đạo sĩ thôn núi nghèo trở thành giới trẻ thời thượng ở thành thị. Ninh Hương nhìn thấy Lý Dục Thần thay đổi hoàn toàn, trông sáng sủa hẳn thì hơi đỏ mặt, nhỏ giọng khen anh Dục Thần đẹp trai quá. Sau đó cô ấy đột nhiên cau mày, thở dài tỏ vẻ tiếc nuối. Lý Dục Thần ngạc nhiên hỏi, sao thế? Ninh Hương nói, tiếc là chất liệu của quần áo anh mặc quá tệ, không xứng với anh. Hay, đều do em kiếm được quá ít tiền. Lý Dục Thần cười to nhẹ nhàng véo nhẹ mặt Ninh Hương như khi còn bé, cất lời, cô bé ngốc, bây giờ em còn là sinh viên, nhiệm vụ của em là học hành chăm chỉ, nghĩ đến chuyện kiếm tiền làm gì. Yên tâm đi, chuyện kiếm tiền cứ việc giao cho anh. Vâng, Ninh Hương gật đầu thật mạnh. Không biết vì sao cô ấy lại có một cảm giác tin tưởng vô hình với anh Dục Thần đột nhiên xuất hiện sau mười mấy năm không gặp này. Sau đó, Lý Dục Thần được Ninh Hương dẫn đi dạo phố cả buổi chiều. Cả đoạn đường Ninh Hương rất tung tăng, hí hửng giới thiệu cho anh sự thay đổi của thành phố Hòa mười mấy năm qua. Anh Dục Thần, anh nhìn chỗ đó đi, nơi đó là chỗ đổ rác mà chúng ta hay đến nhặt phế liệu trước kia đó, bây giờ đổi thành khu kinh doanh trung tâm rồi, Ninh Hương chỉ dãy nhà cao tầng phía trước, cất lời. Trung tâm thương mại kia là xưởng làm giấy trước đây, anh Dục Thần anh còn nhớ không, có lần khi bé em bị người ta bắt nạt trong con ngõ phía sau xưởng. Anh và anh Mã Sơn đã đánh nhau giúp em đó. Hai người các anh đánh 4-5 người của bọn họ thật sự rất oai. Đương nhiên là Lý Dục Thần còn nhớ, nhưng lần đó người đánh chủ yếu là Mã Sơn, khi đó anh cũng còn nhỏ, Mã Sơn lớn hơn anh 2 tuổi, còn to con. Anh nhớ Mã Sơn bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng anh ta không hề lui bước, cố gắng đến lúc khiến đám nhóc côn đồ kia bỏ chạy. Nhớ đến những chuyện này Lý Dục Thần vô thức mỉm cười. Thầm thấy vui vẻ không nói nên lời. Ninh Hương, trí nhớ của em tốt thật đấy, khi đó em chỉ mới 4 tuổi thôi vậy mà vẫn còn nhớ những chuyện này, chẳng trách có thể đỗ vào trường đại học tốt như thế.
Lý Dục Thần đã biết Đinh Hương đỗ vào trường đại học tốt nhất ở tỉnh Nam Giang, Đại học Nam Giang. Em cũng không hiểu vì sao mình đều nhớ những chuyện với các anh nữa, Đinh Hương vui vẻ nói. Hai người đi dạo đến trạng vạng tối, trước khi đi tới quán bar, Đinh Hương lại dẫn anh đi tới khu phức hợp ăn một bữa tiệc lớn. Lý Dục Thần xót tiền Đinh Hương đi làm kiếm được, nhưng Đinh Hương lại cứ muốn đi, nói anh Dục Thần đến đây dù có tiêu hết tiền cô ấy cũng chịu. Lý Dục Thần chỉ đành tùy cô bé, trong lòng thầm thề sau này phải bảo vệ tốt cho cô nhóc này, phải đền đáp cho cô ấy gấp nghìn vạn lần, để cô ấy hạnh phúc cả đời. Trước cửa quán Ba Lam Kiều đỗ đầy siêu xe, ánh đèn chớp lóe tạo nên một màu sắc mờ ảo trong màn đêm thành phố. Lúc đi ngang những chiếc siêu xe này, trong lòng Lý Dục Thần không có chút dao động, vì anh không biết loại nào trong này cả. Anh đã nhìn thấy Mã Sơn từ xa. Anh ta mặc vest thẳng thớm đứng trước cửa quán bar vẫy tay với họ. Ngoài thân hình cao to, vẻ ngoài của Mã Sơn cũng không thay đổi quá nhiều, cho nên Lý Dục Thần vừa gặp đã nhận ra. Anh Mã Sơn, Lý Dục Thần chủ động chào hỏi. Mã Sơn giơ hai tay nắm chặt lấy vai Lý Dục Thần, quan sát anh từ trên xuống dưới, nhóc con trưởng thành rồi, cao hơn, còn rất đẹp trai nữa. Biết bao năm qua em chạy đi đâu thế? Em bái sư học nghệ trong núi, Lý Dục Thần đáp. Mã Sơn cũng không hỏi anh học cái gì mà vỗ ngực nói, nếu đã đến rồi thì đừng đi nữa, cứ yên tâm, sau này có anh bảo vệ em, có anh thì chắc chắn em sẽ không phải chịu đói. Lý Dục Thần cười khẽ cảm ơn anh Mã Sơn. Khách sáo cái gì, chúng ta là anh em mà, đi, anh dẫn em vào trong đi dạo. Mã Sơn dẫn Lý Dục Thần và Đinh Hương vào quán bar, vừa đi vừa giới thiệu tình trạng quán bar cho Lý Dục Thần. Trên đường đi có không ít người chào hỏi Mã Sơn. Có nhân viên quán, cũng có khách hàng. Có thể nhìn xa Mã Sơn thật sự phát triển khá tốt ở nơi này, mà trông anh ta cũng rất vui vẻ. Nhưng Lý Dục Thần biết rõ sau sự vẻ vang của Mã Sơn chắc chắn không đơn giản như thế. Từ lúc vừa gặp anh đã nhìn thấy vết máu bầm trên mặt Mã Sơn, kinh mạch và khí cơ trong người cũng hơi chậm chạp. Trông có vẻ Mã Sơn không phải làm giám đốc ở đây, rất có thể là bảo kê. Anh Mã Sơn. Anh đã đồng ý sẽ sắp xếp công việc cho anh Dục Thần rồi đất nhé, Đinh Hương nhắc nhở. Biết rồi, anh Mã Sơn đã bao giờ nói mà không làm chưa, Mã Sơn nói, dù sao em cũng phải cho Dục Thần làm quen với hoàn cảnh trước đã chứ. Đinh Hương cười hì hì. Lúc này sau lưng có người hô to, Mã Sơn. Lý Dục Thần xoay người nhìn thấy một người đàn ông đầu chọc xăm mình đi vào từ bên ngoài rồi đi thẳng đến chỗ Mã Sơn. Lúc ba người Mã Sơn đi lên lầu. Một người đàn ông xăm mình đi xuống từ bên trên. Mã Sơn cười tiếp đón, ồ anh báo, anh đến đây từ bao giờ vậy, sao không chào hỏi một tiếng để tôi tiện sắp xếp cho anh. Gã đầu chọc vỗ vai anh ta nói, cậu sắp xếp cho tôi một căn phòng lớn, rượu sang nhất, gái xinh nhất, sắp xếp cả cho tôi đi. Bây giờ tôi đi đón ông chủ Lưu, lát nữa sẽ đến. Được, cứ việc để tôi lo, Mã Sơn nói. Gã đầu chọc đang định đi thì đột nhiên nhìn thấy Đinh Hương bên cạnh Mã Sơn, cô gái này được đấy, mới đến à. Trông rất ngây thơ, ông chủ Lưu thích kiểu này, lát nữa dẫn đến cho tôi. Mã Sơn khó xử, anh báo, đây là em gái của tôi đến chơi, không phải gái ở đây. Em gái, thằng nhóc cậu thì có em gái đứng đắn gì được, gã đầu chọc cười xấu xa, được rồi, cứ quyết định như thế đi. Mã Sơn nói, anh báo, thật sự không được đâu. Họ Mã kia, cậu đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đừng tưởng cậu là người của chị Na thì tôi không dám động vào cậu. Tôi lặp lại một lần nữa, đưa cô gái này đến phòng VIP cho tôi. Tên đầu chọc trừng Mã Sơn, hăm dọa một câu rồi đi ra ngoài. Mã Sơn kìm nén cơn giận trong lòng nhìn theo bóng lưng của gã đầu chọc, hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng Đinh Hương rất sợ hãi, sắc mặt cô ấy hơi tái nhợt. Lý Dục Thần nói, hay là chúng ta đi thôi. Mã Sơn cho rằng Lý Dục Thần sợ, bèn nói, không sao, đây là địa bàn của chị Na, bọn họ không dám làm bậy đâu. Nếu thật sự gây chuyện thì Mã Sơn này cũng không dễ bắt nạt, từ nhỏ đến lớn, không nói đến chuyện khác, về đánh nhau thì anh chưa từng sợ ai cả. Lý Dục Thần có thể cảm giác được sự không cam lòng trong nội tâm Mã Sơn khi tươi cười với gã đầu chọc. Anh nhớ khi còn bé. Mã Sơn không chỉ từng nói một lần rằng sau này anh ta nhất định phải làm đại ca để không ai dám ức hiếp bắt nạt. Mã Sơn sợ mất mặt nên không cho Lý Dục Thần và Đinh Hương đi mà dẫn hai người đi một vòng trên lầu.
Ban đầu Mã Sơn định thuê cho họ một phòng VIP nhỏ để họ ca hát thả lòng. Nhưng Lý Dục Thần luôn có cảm giác gã đầu chọc kia sẽ không bỏ qua. Vì Đinh Hương thật sự quá hút mắt, ở một nơi tối tăm hỗn loạn như quán bar rất hiếm thấy một cô gái ngây thơ như Đinh Hương. Thật ra anh không sợ, nhưng anh không muốn tâm hồn trong sáng của Đinh Hương bị tổn thương và vấy bẩn. Thật ra Mã Sơn chỉ là chú trọng thể diện, chứ anh ta cũng không muốn Đinh Hương gặp phải tên chết tiệt kia lần nữa, nên đành đồng ý để Lý Dục Thần dẫn Đinh Hương rời đi. Bọn họ vừa xuống lầu chợt nghe có người gọi. Đinh Hương. Đối diện có 5 người trẻ tuổi, 2 nam 3 nữ đi vào quán bar. Đinh Hương nhìn thấy một cô gái trong đó thì nói với vẻ ngạc nhiên, ô Diêu Lệ Lệ, sao lại là cậu? Diêu Lệ Lệ cười bước tới, Đinh Hương, không ngờ cậu cũng đến đây chơi đấy, chẳng phải cậu thi đỗ trường Đại học Nam Giang sao? Nào, để tôi giới thiệu cho cậu một chị khóa trên này. Thật hả, Đinh Hương vừa mừng vừa sợ. Diêu Lệ Lệ kéo cô ấy qua, chỉ vào một cô gái khác, đây là cô cả nhà họ Lâm, Lâm Mộng Đình. Vừa nghe thấy cái tên này, Lý Dục Thần lập tức sững sờ. Lâm Mộng Đình, có trùng hợp thế không chứ? Anh nhớ tên của nhà gái được viết trên tờ hôn ước mà ông nội để lại hình như cũng là Lâm Mộng Đình. Chuyện kiếm hiệp hay. Cô cả nhà họ Lâm, Lâm Mộng Đình. Khi hôn ước vẫn còn hiệu lực có nghĩa là cô gái này chính là vợ chưa cưới của anh. Lý Dục Thần bất giác nhìn cô thêm mấy lần. Phải công nhận rằng Lâm Mộng Đình rất xinh đẹp, hơn nữa trên người cô còn có khí chất ung dung tĩnh lặng đặc biệt. Người tu hành cực kỳ nhạy bén với khí chất và tinh thần nội tại của người khác, khí mạch của hầu hết những người đến quán bar đều đục ngầu. Ngoại trừ Đinh Hương bên cạnh anh, trong số những người anh gặp hôm nay tại quán bar chỉ có Lâm Mộng Đình là khác biệt, cô như một đóa phù dung nở rộ giữa vườn hoa tàn liễu dập vậy. Dường như Lâm Mộng Đình cũng cảm nhận được ánh mắt của anh, cô khẽ nhíu mày. Cô Lâm đẹp quá. Đinh Hương nghĩ gì nói đó, cũng chẳng phải đang cố gắng lấy lòng. Mà Lâm Mộng Đình quả thật rất xứng với lời khen này. Diêu Lệ Lệ nói, đương nhiên rồi, Mộng Đình là cô gái đẹp nhất thành phố Hòa chúng ta đấy. Lâm Mộng Đình có vẻ đã quen với kiểu nịnh bợ này, cô không để tâm lắm, chỉ cười với Đinh Hương, trả lời, cô cũng rất đẹp. Cô Lâm đang học ở Đại học Nam Giang phải không? Đinh Hương hỏi. Đúng vậy, tôi học ở Học viện Luật, còn em? Tôi mới đỗ vào trường năm nay, học lớp nhân văn thực nghiệm. Ồ, vậy là cũng giỏi lắm đó, Lâm Mộng Đình nhìn với ánh mắt khen ngợi, đừng gọi tôi là cô Lâm, tôi hơn em một khóa, em gọi tôi là đàn chị hay chị đều được cả, sau này vào trường có chuyện gì cứ đến tìm tôi nhé. Cảm ơn đàn chị ạ, Đinh Hương vui vẻ đáp. Siêu Lệ Lệ liên tục giới thiệu Đinh Hương với những người khác. Lúc giới thiệu, cô ta đều cố tình đề cập đến thân phận và gia thế của họ để thể hiện sự hơn người của người ta và mối quan hệ rộng rãi của mình. Qua lời giới thiệu của Diêu Lệ Lệ, Lý Dục Thần biết người được gọi là anh Trương kia tên là Trương Nhất Bình, con trai chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vĩnh Thanh. Cô gái đứng cạnh Lâm Mộng Đình là Trương Khiết, nhà là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Vĩnh Thanh. Cuối cùng là anh chàng đứng bên cạnh Trương Nhất Bình từ nãy giờ, anh ta tên là Chu Húc, gia đình kinh doanh quần áo, nghe Diêu Lệ Lệ nói là quy mô rất lớn. Diêu Lệ Lệ giới thiệu xong, Đinh Hương cũng kéo Mã Sơn và Lý Dục Thần qua rồi giới thiệu họ. Khi nghe nói Mã Sơn là giám đốc của tòa nhà này, họ tỏ ra rất nhiệt tình, còn bảo anh ta sắp xếp phòng VIP nào tốt tốt cho họ. Tiếp theo là Lý Dục Thần. Thấy anh tuy mặc quần áo bình thường nhưng trông rất đẹp trai và có khí chất. Diêu Lệ Lệ bèn hỏi, anh Lý đang làm nghề gì thế? Lý Dục Thần trả lời, tôi vẫn còn đang tìm việc làm. Diêu Lệ Lệ lập tức tỏ vẻ khinh thường, tìm việc làm à, có cần anh Trương nói giúp một tiếng không này? Trương Nhất Bình hào phóng tiếp lời, không có vấn đề gì đâu, cậu có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhưng anh ta lại không nói cho Lý Dục Thần biết cách để tìm mình, cũng không đưa danh thiếp cho anh, rõ ràng đang nghĩ một đằng nói một nẻo. Ánh mắt của Chu Húc vẫn cứ lởn vởn trên người Đinh Hương, trong ánh mắt ấy tràn đầy nhiệt tình. Anh Trương, nếu Đinh Hương là bạn học của Lệ Lệ, chỉ bằng chúng ta đi chơi cùng nhau đi, Chu Húc nói. Đương nhiên Trương Nhất Bình biết Chu Húc muốn làm gì. Nhìn Đinh Hương mà xem, cô nàng này quả thật rất có sức hút, đặc biệt là khí chất trong sáng ấy làm cho người ta rất khó không động lòng được. Chẳng qua anh ta không có ý gì với Đinh Hương, anh ta chỉ quan tâm đến Lâm Mộng Đình. Cô cả nhà họ Lâm thôi. Hoặc phải nói tài sản khổng lồ của nhà họ Lâm mới là mục tiêu thật sự của anh ta.
Nếu như có thể trở thành thông gia với nhà họ Lâm, tập đoàn Vĩnh Thanh sẽ có thể leo lên đẳng cấp cao hơn. Đây không chỉ là tình yêu mà còn là một nhiệm vụ chính trị. Nhưng để tiếp xúc với Lâm Mộng Đình cũng chẳng dễ dàng gì, may mà anh ta có đứa em gái họ Trương Khiết này, cô ta là bạn thân của Lâm Mộng Đình, nhờ vậy đã cho anh ta cơ hội bắt cầu làm quen. Khi biết hôm nay Lâm Mộng Đình sẽ về thành phố Hòa, Trương Nhất Bình đã nhờ Trương Khiết tìm một lý do hẹn cô đi chơi. Gia đình Chu Húc kinh doanh quần áo, họ thuê địa điểm ở trung tâm mua sắm quần áo thuộc tập đoàn Vĩnh Thanh. Anh ta thường đi chơi với Trương Nhất Bình, cũng được coi là một đàn em của Trương Nhất Bình. Đàn em mình có người thích, Trương Nhất Bình không ngại giúp anh ta một tay. Tôi không có ý kiến, Trương Nhất Bình nhìn sang cô cả Lâm, Mộng Đình, em thấy sao? Đương nhiên là được rồi, Lâm Mộng Đình đi qua dắt tay Đinh Hương, để chị giới thiệu về trường học cho em. Lâm Mộng Đình không quá thích những nơi như quán bar, nếu không phải do Trương Khiết than vãn rằng tâm trạng không tốt, đòi cô đi chơi cùng thì cô đã không đến nơi này rồi. Sau khi họ ăn cơm ở nhà hàng của Vĩnh Thanh, Trương Khiết bảo chán nên Trương Nhất Bình đã đề nghị tới quán bar cho vui. Lâm Mộng Đình biết Trương Nhất Bình muốn theo đuổi mình, nhưng cô chẳng có thiện cảm gì với anh ta cả. Sự xuất hiện của Đinh Hương vừa khéo giúp cô có thể thoát khỏi sự quấy rầy của Trương Nhất Bình. Cô có ấn tượng khá tốt về Đinh Hương, cô ấy rất đơn thuần, đã thế còn có thể thi đỗ lớp nhân văn thực nghiệm của Đại học Nam Giang, chắc chắn là một người vừa thông minh vừa chăm chỉ. Đinh Hương vốn đang do dự, nhưng Lâm Mộng Đình lại nói sẽ giới thiệu về trường học, cô ấy cũng hơi muốn đi. Lý Dục Thần biết cô ấy đang nghĩ gì, bèn nói, thế thì tốt quá, vậy cứ đi chơi cùng nhau đi. Nói rồi anh định đi cùng họ. Những người khác đều sững sờ, có ai rủ anh hả? Siêu Lệ Lệ lầm bầm một câu, thứ không biết xấu hổ. Chỉ có Lâm Mộng Đình hiểu ý cười một tiếng, không biết vì sao cô lại cảm thấy Lý Dục Thần không tầm thường, nhưng cụ thể không tầm thường ở chỗ nào, cô lại không nói ra được. Ai rủ cậu đi chung thế? Đồ mặt dày, Chu Húc lạnh lùng nói. Siêu Lệ Lệ bảo, đúng đó, Đinh Hương là bạn học của tôi, nhóm anh Trương nể tình nên mới rủ cô ấy đi cùng, còn anh là ai hả? Trương Nhất Bình cười không nói gì. Đinh Hương hơi xấu hổ, hay là thôi đi. Lâm Mộng Đình lên tiếng, được rồi, một là đi chung với nhau, hai là giải tán, đi chơi còn phân chia đẳng cấp gì chứ? Lý Dục Thần nhìn cô, nói bụng, cô vợ chưa cưới này có vẻ cũng tạm ổn. Thấy Lâm Mộng Đình lên tiếng, Trương Nhất Bình cũng rộng lượng nói, không sao đâu, cứ đi chung đi. Anh ta liếc mắt ra hiệu cho Chu Húc, sau đó nói với Mã Sơn, cho chúng tôi một phòng lớn nhất nhé. Được thôi. Mã Sơn búng tay một cái. Trương Nhất Bình khá nổi tiếng trong giới của thế hệ thứ hai ở thành phố Hòa, trước đây cũng đã từng đến quán bar, nhưng đều do bà chủ là chị Na đích thân sắp xếp, anh ta rất ít đến trực tiếp mà không gọi điện trước. Và cả cô cả nhà họ Lâm nữa, đây chính là nhân vật dù bình thường có đưa kiệu 8 người khiêng tới cũng không mời được. Mã Sơn cảm thấy Lý Dục Thần rất có phúc, ngày đầu đến đây đã gặp được quý nhân đẳng cấp này. Mặc dù họ coi thường Lý Dục Thần, nhưng như thế thì đã sao? Thân phận rõ rành rành ra đó, đừng nói là Lý Dục Thần chưa có việc làm, ngay cả người giám đốc là anh ta đây cũng chẳng là cái thá gì trong mắt họ cả. Ngộ nhớ họ có hứng giới thiệu cho Lý Dục Thần một công việc, giới thiệu bừa một việc nào đó thôi cũng tốt hơn nhiều so với làm nhân viên phục vụ ở quán bar. Sau khi chuẩn bị phòng, Mã Sơn đã có việc rời đi. Trương Nhất Bình muốn theo đuổi Lâm Mộng Đình. Đây là mục đích chính của họ trong buổi đi chơi ngày hôm nay. Nhưng Lâm Mộng Đình liên tục lôi kéo Đinh Hương nói chuyện, hai người họ chẳng có cơ hội nào. Còn Chu Húc, kể từ khi gặp Đinh Hương, anh ta cứ như dính bùa mê thuốc lú, mắt nhìn đăm đăm vào cô ấy. Anh ta đưa ra đề nghị, hôm nay có bạn mới, kêu gọi mọi người kết bạn WeChat với nhau. Mục tiêu của anh ta dĩ nhiên là Đinh Hương, nhưng để không rõ ràng quá, anh ta đi tới chỗ Lý Dục Thần trước, người anh em. Kết bạn WeChat nhé. WeChat là gì thế? Lý Dục Thần hỏi. Những người khác đều sửng sốt. Người anh em đang nói đùa gì vậy? Đừng nói đến cả WeChat mà anh cũng không biết đấy nhé. Khóe miệng Chu Húc cong lên, anh ta có vẻ khá mong đợi. Đinh Hương vội vàng giải thích giúp Lý Dục Thần, anh Dục Thần mới từ trên núi xuống. Cô ấy còn chưa nói hết lời, vẻ khinh thường trên mặt mọi người đã hiện rõ hơn. Hóa ra là một tên nhà quê từ trên núi xuống. Diêu Lệ Lệ mỉa mai một câu. Trương Nhất Bình giả vờ hào phóng ngồi xuống cạnh Lý Dục Thần, không sao,
ai mà chẳng có lần đầu tiên. Nào, lấy điện thoại ra đây, để tôi dạy cậu cách dùng WeChat cho. Lý Dục Thần lấy điện thoại từ trong túi ra. Oh wow, giọng nói phô trương của Chu Húc vang lên, Nokia. Ha ha, không ngờ vẫn còn người dùng Nokia cơ đấy. Một tràng tiếng cười to vang lên trong phòng VIP. Ngay cả Lâm Mộng Đình cũng không nhịn cười được, cô không có ác ý, chẳng qua không thể tưởng tượng ra được trong những năm qua anh thanh niên đã sống với chiếc điện thoại Nokia kia bằng cách nào thôi. Thôn làng ở vùng núi xa xôi thế nào thì cũng phải phổ cập điện thoại thông minh rồi chứ. Trương Nhất Bình nhìn chiếc điện thoại, người anh em, cái này thì tôi không giúp cậu được rồi. Hay là thế này đi, cậu hát cho chúng tôi nghe một bài, tôi sẽ tặng cậu điện thoại mới, nhé. Nói xong anh ta cười phá lên. Chu Húc càng hào hứng hơn, đúng nhỉ, hát đi, hát mấy bài hát trên núi các cậu ấy, tôi cũng mua điện thoại mới cho cậu, loại mới nhất luôn, cái cũ này vứt đi được rồi đó. Anh ta cầm lấy điện thoại của Lý Dục Thần, làm bộ định ném đi. Lý Dục Thần lập tức giật lại điện thoại, động tác nhanh như chớp, Chu Húc hoàn toàn không phản ứng kịp. Anh mà làm hỏng là không đền nổi đâu. Chu Húc phì cười, ha ha, cái điện thoại cũ rích này á, cậu ta bảo tôi không đền nổi kìa, ha ha ha. Những người khác cũng cười hùa theo. Trương Nhất Bình vỗ vai Lý Dục Thần, này người anh em, hôm nay cậu chính là thú vui của chúng tôi đấy. Ninh Hương nhìn mọi người cười nhạo Lý Dục Thần, sốt ruột đến mức ứa nước mắt. Lâm Mộng Đình không chịu được nữa, thôi được rồi, có muốn chơi nữa không hả, không chơi thì giải tán hết đi. Lúc này bỗng vang lên một tiếng rầm, cửa phòng VIP được mở ra, một gã đầu chọc xăm mình bước vào, theo sau gã ta còn có hai tên đàn em. Ồ, náo nhiệt nhỉ. Gã đầu chọc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Đinh Hương, gã ta cười xấu xa nói, này người đẹp bé bỏng, đi với anh nha, anh sẽ cho em bao lì xì thật dày. Mày là ai vậy? Chu Húc đang giàu vì không có cơ hội thể hiện trước mặt Đinh Hương, anh ta đứng dậy chỉ tay vào mặt gã đầu chọc chất vấn. Gã ta cười khẩy, nhẹ nhàng đẩy ngón tay của Chu Húc ra, thằng nhóc con, tao khuyên mày tốt nhất là đừng nên lo chuyện bao đồng. Lo chuyện bao đồng gì chứ? Đây là phòng riêng của tụi tao, mày xông vào làm gì hả? Mày là ai? Chu Húc tiếp tục chỉ vào mặt gã đầu chọc, cút đi, cút ra ngoài ngay cho tao. Gã đầu chọc đột nhiên đưa tay túm lấy ngón tay Chu Húc rồi bẻ một phát. Chu Húc úi một tiếng, đau đến mức nghiêng người quỳ xuống dưới đất. Quát con, tao ghét nhất là bị người khác chỉ vào mặt đấy, gã đầu chọc nhìn Chu Húc từ trên cao xuống, tao là ai đúng không? Chát, gã ta tát thẳng vào mặt Chu Húc một cái bạt tai thật mạnh. Á, Siêu Lệ Lệ và Trương Khiết hoảng sợ hét toáng lên. Chu Húc quỳ dưới đất, ngón tay còn đang bị gã đầu chọc giữ chặt. Chỉ cần giãy giụa nhẹ thôi là sẽ đau vô cùng. Tao là ai à, bảo tao cút đúng không? Chát, gã đầu chọc lại tát thêm một bạt tai. Mặt của Chu Húc đã sưng nhẹ. Trong phòng VIP, ngoại trừ Lý Dục Thần, tất cả mọi người đều sững sờ. Những cậu ấm cô chiêu này sống an nhàn sung sướng từ nhỏ, đã bao giờ gặp những cảnh tượng như thế này đâu. Lý Dục Thần không ngờ gã đầu chọc lại kiêu ngạo đến mức đi thẳng vào phòng riêng của người khác để tìm người. Bây giờ muốn dẫn Đinh Hương đi thì cũng đã muộn rồi. Với lại anh mà đi, người ta còn sẽ cho rằng anh dễ bắt nạt, rất có thể sau này phiền phức sẽ tới không dứt, nhất là Mã Sơn, ngày tháng anh ta làm việc ở đây có lẽ sẽ không được thoải mái. Vậy nên cách giải quyết ổn thỏa mọi chuyện đó là đánh cho người ta phải chịu phục. Nhưng Lý Dục Thần lại không hề nhúc nhích, anh muốn xem người ở thế tục sẽ giải quyết chuyện này như thế nào, ví dụ như cậu ấm Trương Nhất Bình này. Cả cô cả nhà họ Lâm Lâm Mộng Đình này nữa. Trương Nhất Bình biết mình không thể không ra mặt. Dù sao anh ta cũng là người có kinh nghiệm, anh ta vẫn rất bình tĩnh đứng dậy khỏi ghế sofa, nói với gã đầu chọc. Người anh em này, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh xông vào phòng riêng của tôi đòi cướp người, còn đánh anh em của tôi nữa, như vậy hơi quá đáng thì phải. Mẹ nó, mày là ai hả? Gã đầu chọc lạnh lùng nhìn Trương Nhất Bình. Tôi tên là Trương Nhất Bình, bố tôi là Trương Căn Mậu, chủ tịch tập đoàn Vĩnh Thanh. Mọi người đều đi chơi cả, anh nể mặt mà thả người anh em của tôi ra đi, chuyện hôm nay sẽ coi như chưa xảy ra. Coi như chưa xảy ra, một tay gã đầu chọc giữ chặt ngón tay Chu Húc không chịu buông, tay còn lại sờ lên đầu chọc của mình, Trương Nhất Bình, Trương Căn Mậu, tập đoàn Vĩnh Thanh. Gã ta nói lẩm bẩm, cậu Trương của tập đoàn Vĩnh Thanh đúng không? Được, tôi sẽ nể mặt cậu.
Cuối cùng gã ta cũng chịu thả tay Chu Húc ra. Chu Húc ôm ngón tay lùi lại đến bên cạnh Trương Nhất Bình, căm tức nhìn gã đầu chọc nhưng lại không dám nói gì. Ngay khi tất cả mọi người đều tưởng chuyện này đã qua, gã đầu chọc chỉ vào Đinh Hương, nói. Tôi có thể thả người anh em của cậu, nhưng cô gái này thì tôi phải đưa đi. Trương Nhất Bình nhíu mày. Anh ta không muốn đắc tội gã côn đồ này vì một người vừa mới gặp không lâu, nhưng thấy Lâm Mộng Đình nắm chặt tay Đinh Hương như có ý bảo vệ, anh ta quyết định làm anh hùng một lần. Không được, cô ấy là bạn tôi, anh không thể đưa đi. Hơ, ra dáng đàn ông đấy. Rất ra dáng đàn ông, gã đầu chọc giơ ngón cái lên với Trương Nhất Bình, tôi nể mặt cậu, nhưng người khác có cho hay không thì tôi không biết đâu. Nói xong, gã ta quay lưng đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Siêu Lệ Lệ vỗ ngực, làm tôi sợ muốn chết, sao lại gặp phải loại người này nhỉ, vẫn nhờ anh Trương lợi hại, có thể diệt, vừa báo ra thế đã dọa cho gã ta sợ chạy mất dạng. Trương Nhất Bình cũng rất tự hào, anh ta cười ngồi lại xuống ghế sofa, hời hợt đáp, chỉ là một gã côn đồ thôi mà. Chu Húc bị ăn tát, đương nhiên không thể vui nổi, anh ta nói với giọng căm hận, tôi phải tìm người dạy cho gã ta một bài học mới được. Trương Nhất Bình bảo, đừng chấp nhặt với loại người này, cậu cứ coi như là bị chó cắn đi, uống rượu thôi nào. Chu Húc uống hai hớp rượu vẫn chưa hả giận, trông thấy Lý Dục Thần điềm nhiên ngồi một bên, càng nhìn càng thấy giận, bèn giơ ly lên rồi đặt mạnh xuống bàn. Mẹ nó, hôm nay gặp phải hạng người thấp kém, bảo sao lại xui xẻo đến thế. Lý Dục Thần biết anh ta đang nói mình, anh cũng không so đo. Anh tin rằng gã đầu chọc sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Để xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thể diện của anh Trương này có còn tác dụng nữa hay không? Vừa nghĩ thế, cửa phòng VIP lại được mở ra lần nữa. Thể diện của cậu Trương đó lớn thế à, tôi muốn đưa một người đi cũng không được sao? Cùng với tiếng nói chuyện, một người khoảng chừng hơn 40 tuổi bước vào, ông ta ưỡn cái bụng bự, mặt bóng dầu, có một vết sẹo dài từ cằm xuống đến cổ, khi nói vết sẹo chuyển động theo trông như một con rết còn sống. Phía sau ông ta, ngoài gã đầu chọc xăm mình thì còn hai người khác nữa, họ cao giáo, không hề giống côn đồ chút nào. Vừa nhìn thấy ông ta, Trương Nhất Bình lập tức thay đổi sắc mặt, gọi Tổng Giám Đốc Lưu. Ồ, thì ra là cậu Trương của Vĩnh Thanh à, nếu biết trước cậu đang ở đây, tôi đã ghé qua mời rượu rồi. Lão mặt sẹo cầm một chai rượu trên bàn lên xem, át bích à, rượu này được đó, đáng tiếc là rượu của phụ nữ, uống không đủ đô. Này, báo tử! Đi lấy rượu của tôi sang đây. Gã đầu chọc đáp vâng một tiếng rồi đi ra ngoài, không lâu sau đã đem một chai rượu Mao Đài vào. Lão mặt sẹo cầm lấy chai rượu Mao Đài rót vào hai ly, một ly cho mình, ly còn lại đưa cho Trương Nhất Bình. Không có rượu Tây như của cậu, nhưng loại này ngon lắm, đàn ông phải uống cái này. Nào, cậu Trương, tôi mời cậu một ly. Trương Nhất Bình hơi do dự. Người trước mặt này tên là Lưu Hồng Vũ. Có biệt hiệu là Lưu Mặt Sẹo, ông ta kinh doanh trong lĩnh vực hậu cần và cũng có hợp tác với tập đoàn Vĩnh Thanh. Ông ta từng là một tay xã hội đen, địa bàn hậu cần trong tay đều giành được nhờ việc đánh đấm. Xét về khối lượng tài sản, ông ta không là gì so với Vĩnh Thanh. Nhưng người này rất khó đối phó, lòng dạ độc ác, ngay cả bố của Trương Nhất Bình, Trương Căn Mậu cũng không dám tự tiện dây vào. Tổng Giám Đốc Lưu, tôi không uống rượu mạnh, Trương Nhất Bình từ chối. Lưu Hồng Vũ lập tức sầm mặt lại, sao nào, cậu không nể mặt tôi à? Không, không phải. Không phải thì uống đi nào. Trương Nhất Bình biết ly rượu này không uống không được, anh ta chỉ mong uống xong ly rượu này, Lưu Mặt Sẹo sẽ nhanh chóng rời đi, anh ta không muốn ở chung phòng với loại người này một phút nào cả. Được, tôi uống. Trương Nhất Bình cầm ly rượu lên uống cạn một hơi. Đấy, như thế mới đúng chứ. Lưu Hồng Vũ nhìn anh ta uống hết rượu, sau đó nhìn về phía mấy cô gái đang ngồi trên sofa. Ông ta đảo mắt nhìn Đinh Hương và Lâm Mộng Đình một lúc, cười ha hả nói. Cậu Trương có phúc thật đó, mấy cô em xinh xắn thế này, cho tôi một em được không? Trương Nhất Bình sầm mặt, Tổng Giám Đốc Lưu, họ đều là bạn của tôi. Bạn thì tốt quá rồi, tôi và cậu Trương đây cũng là bạn mà. Bạn của bạn mình, mọi người chơi chung với nhau được mà, ha ha ha. Tổng Giám Đốc Lưu, thế này không được. Lưu Hồng Vũ sụ mặt, thằng nhóc họ Trương này, cậu đi về nhà mà hỏi bố cậu xem ông ta có dám uống rượu của tôi không, vậy mà cậu không chịu nể mặt tôi à?
Cút đi. Trương Nhất Bình khẽ run rẩy, không dám nói nữa. Anh ta biết rõ, nếu tiếp tục nói thêm gì nữa, kết cục của anh ta rất có thể sẽ giống như Chu Húc. Vì một cô gái mới gặp không lâu, không đáng. Lưu Hồng Vũ cười khẩy một tiếng rồi bước tới trước mặt Đinh Hương và Lâm Mộng Đình. Ông ta nhìn Đinh Hương, rồi lại nhìn sang Lâm Mộng Đình, như thể đang rất phân vân. Cuối cùng ông ta cũng đưa ra quyết định, quay qua nói với Đinh Hương, tôi thích kiểu trong sáng này hơn, này cô bé xinh xắn, đi theo tôi nhé. Lâm Mộng Đình kéo Đinh Hương ra sau lưng mình, đứng thẳng lưng nói, cô ấy không thể đi theo ông. Cô ấy không đi thì là cô đi đúng không? Lưu Hồng Vũ cười khằng khặc. Tổng Giám Đốc Lưu. Trương Nhất Bình lên tiếng, định nói ra thân phận của Lâm Mộng Đình. Anh ta tin rằng dù Lưu Hồng Vũ có to gan đến đâu thì cũng không dám động vào cô cả nhà họ Lâm. Nhưng anh ta còn chưa nói ra miệng, Lưu Hồng Vũ đã giơ tay tát cho anh ta một bạt tai. Trương Nhất Bình cảm thấy tai mình ù ù, mặt đau rát. Cậu mà nói tiếp nữa, tôi đánh cậu tàn phế luôn đấy, Lưu Hồng Vũ cảnh cáo. Trương Nhất Bình còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn vết sẹo đáng sợ trên cằm Lưu Hồng Vũ, anh ta lại không dám. Lưu Hồng Vũ cười mỉa mai, nói với gã đầu chọc, báo tử, đưa cả hai cô nàng này đi luôn. Gã đầu chọc đáp lời rồi dẫn đàn em đi tới, vừa định tóm lấy Đinh Hương và Lâm Mộng Đình. Bỗng có người lên tiếng. Các ông đưa đi được à? Lưu Hồng Vũ xoay người lại, bây giờ mới chú ý đến còn một thanh niên khoảng 20 tuổi đang ngồi ở góc ghế sofa. Lúc này, chàng thanh niên chậm rãi đứng dậy, bước chậm chậm lại gần ông ta. Tôi cho ông một cơ hội, bây giờ quỳ xuống dập đầu với mỗi người ở đây một cái, chuyện này sẽ coi như xong. Thanh niên từ tốn nói một câu. Tất cả mọi người đều nhìn Lý Dục Thần như đang nhìn một thằng ngốc. Địch, Lý Dục Thần, cậu bị điên hả? Chuyện này đến cả anh Trương còn không giải quyết được thì cậu làm được gì chứ? Cậu muốn hại chết chúng tôi hả? Chu Húc mắng. Siêu Lệ Lệ cũng nói hùa, đúng đó, anh điên rồi sao? Đừng làm liên lụy đến chúng tôi. Trương Nhất Bình cũng muốn mắng. Mục tiêu của Lưu Hồng Vũ là Đinh Hương và Lâm Mộng Đình, mà chỉ cần Lâm Mộng Đình tự giới thiệu bản thân, chắc chắn ông ta sẽ không dám động vào cô. Còn Đinh Hương thì có liên quan gì đến họ chứ? Đáng lẽ chỉ mất chút thể diện thôi, nhưng Lý Dục Thần nói ra những lời này chọc giận Lưu Hồng Vũ, rất có thể họ sẽ mất mạng luôn. Tổng Giám Đốc Lưu, chúng tôi không quen thằng nhóc này, cậu ta không có quan hệ gì với chúng tôi cả, Trương Nhất Bình vội vàng phủi sạch quan hệ. Vốn dĩ Lâm Mộng Đình cũng cảm thấy Lý Dục Thần nói như vậy chẳng phải cách hay để giải quyết vấn đề, nhưng Trương Nhất Bình khiến cô rất thất vọng. Lý Dục Thần, anh đừng qua đây, chuyện này cứ để tôi giải quyết cho. Lâm Mộng Đình nghĩ, khi nào cần thiết sẽ công khai thân phận, nói ra tên của ông nội. Nhưng dường như Lý Dục Thần không chịu nghe, anh cười nói với cô, không cần đâu, cô giúp tôi chăm sóc cho Đinh Hương là được rồi. Anh bước tới chỗ đối diện Lưu Hồng Vũ, chắn trước mặt Đinh Hương và Lâm Mộng Đình. Lưu Hồng Vũ lạnh lùng nhìn anh, mày có biết mình đang nói chuyện với ai không? Lý Dục Thần trả lời, tôi không biết, tôi chỉ biết là nếu ông không mau chóng quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, chân của ông sẽ không còn nữa đâu. Mày muốn chết hả? Gã đầu chọc bên cạnh Lưu Hồng Vũ xông lên, vung cánh tay cơ bắp cuồn cuộn đấm về phía Lý Dục Thần. Trong phòng vang lên một tràng tiếng thốt kinh ngạc, tất cả mọi người đều nghĩ Lý Dục Thần xong đời rồi. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên bắt lấy nắm đấm của gã đầu chọc. Gã đầu chọc cố sức vùng vẫy mấy lần, nắm đấm cứ như bị kìm sắt kẹp chặt, dù gã ta có cố gắng thế nào cũng không thể thoát được. Lý Dục Thần đẩy nhẹ ra, gã ta đã bay ngược về sau đâm sầm vào bàn trà. Những chai rượu và ly trên bàn đều vỡ tan tành. Đám người Trương Nhất Bình há hốc mồm. Lưu Hồng Vũ híp mắt lại, nhóc con, hóa ra mày biết võ, thảo nào lại ngông cuồng như thế. Ông ta phất tay lên, hai tên vệ sĩ đằng sau tiến lên một bước. Gã đầu chọc vừa ngã xuống đất cũng bỏ dậy đứng chung với hai tên vệ sĩ kia, cả ba người bao vây Lý Dục Thần. Lâm Mộng Đình không nhịn được nữa mà lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận nhé, họ nhiều người. Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Lâm Mộng Đình, Trương Nhất Bình cảm thấy ghen tị, lúc này chỉ ước gì Lý Dục Thần bị đánh chết luôn tại chỗ. Đúng lúc này, bỗng nghe thấy một giọng nói quyến rũ vang lên từ ngoài cửa. Là ai to gan thế, dám đến Lam Kiều gây sự luôn cơ. Một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, chị ta mặc một bộ sườn xám bó sát bằng vải the hương vân. Dáng người chỗ lồi chỗ lõm,
đầy đặn gợi cảm, vòng eo uốn éo như rắn, toàn thân toát ra khí chất trưởng thành như quả đào chín mọng, mỗi bước đi đều toát ra vẻ quyến rũ khiến đàn ông say mê. Mã Sơn đi theo bên cạnh chị ta, cầm một cái ống thép dài 1 mét trong tay. Đằng sau họ còn có mấy nhân viên bảo vệ. Khi họ đi vào, ngoài cửa bắt đầu có người vây lại xem. Đây là ai vậy? Chu Húc nhỏ giọng hỏi. Chị ta là Châu Na, bà chủ của quán Ba Lam Kiều, mọi người đều gọi chị ta là chị Na. Trong giới thượng lưu ở thành phố Hòa chúng ta không ai không biết chị ta, Trương Nhất Bình nói nhỏ, nghe nói có rất nhiều đại gia ở thành phố Hòa quỳ dưới váy chị ta đấy. Ồ, đây không phải Tổng Giám Đốc Lưu sao? Châu Na cười tươi rói, ngọn gió nào thổi ông đến đây thế? Nhìn thấy Châu Na đến, Lưu Hồng Vũ cười hề hề. Chị Na, cô nói xem tôi tiêu tiền ở chỗ cô, có bao giờ keo kiệt đâu chứ, kết quả muốn chơi một cô em cũng chẳng được. Hay là thế này đi, tôi không cần cô em này nữa, cô ngủ với tôi một đêm, chuyện này coi như qua. Vẻ chán ghét thoáng qua trong mắt Châu Na, nhưng ngoài mặt chị ta vẫn cười thật tươi. Tổng Giám Đốc Lưu, tôi đã từng này tuổi rồi, đâu còn tốt như các em gái trẻ tuổi chứ. Thế này đi, đêm nay tôi mời khách, các cô gái ở đây ông muốn chọn ai tùy thích. Có bao gồm cô ta không? Lưu Hồng Vũ chỉ vào Đinh Hương. Châu Na nhìn thoáng qua Đinh Hương, cô ấy không phải nhân viên chỗ tôi không thể ép buộc được. Lý Dục Thần hơi bất ngờ nhìn Châu Na. Đam Mỹ Hài. Tổng Giám Đốc Lưu, ông vẫn nên chọn người khác thì hơn, nếu không có ai vừa ý, tôi sẽ điều động người từ chỗ khác đến, khi nào ông hài lòng mới thôi, ông thấy sao? Chị Na rộng rãi thật đấy, Lưu Hồng Vũ giơ ngón cái lên với Châu Na, nhưng mà ấy. Lưu Hồng Vũ tôi đây bướng bỉnh lắm, chỉ thích cô bé này thôi, không làm thịt cô ta được thì tôi cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Chị Na, cô dạy tôi với, tôi phải làm sao đây? Tổng Giám Đốc muốn sao? Lưu Hồng Vũ nhìn Châu Na không chút kiêng dè, tôi vẫn giữ câu nói ấy, nếu cô đồng ý thay cô ta, tôi nhất định sẽ hài lòng. Nếu tôi nói không thì sao? Châu Na thu lại nụ cười, lạnh lùng hỏi. Lưu Hồng Vũ cười hề hề, còn một cách khác nữa, chuyển cổ phần quán ba của cô cho tôi, quán này để tôi kinh doanh, tất nhiên tôi sẽ cho cô một cái giá tốt. Châu Na ngẩn ra, sau đó lập tức cười khanh khách. Nụ cười này của chị ta tựa nhành hoa rung rinh trước gió, khiến những người đàn ông xung quanh nhìn thấy đều rung động. Thì ra Tổng Giám Đốc Lưu để mắt đến cái quán nhỏ này của tôi. Được, tôi không có ý kiến, nhưng Tổng Giám Đốc Lưu ông đây cũng biết. Quán ba này không phải của một mình tôi. Thế này đi, để tôi gọi điện cho chú Minh, nếu chú ấy đồng ý, tôi sẽ không có vấn đề. Vừa nghe đến chú Minh, mặt Lưu Hồng Vũ đã biến sắc, ông ta cười xòa, chị Na, tôi chỉ đùa thôi, ha ha ha, thôi được rồi, chuyện hôm nay coi như xong xuôi, chúng ta đi thôi. Họ đang định đi, thì chợt nghe thấy có người nói từ phía sau lưng, ông đi được hả? Người nói chính là Lý Dục Thần. Lưu Hồng Vũ quay người lại, mày muốn sao? Quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, hoặc là để lại một cái chân, Lý Dục Thần trả lời. Lưu Hồng Vũ xòe hai bàn tay ra, nhún vai nhìn Châu Na, chị Na, cô thấy đấy, không phải là tôi không nể mặt cô đâu nhé. Châu Na khẽ cau mày. Mã Sơn ở bên cạnh vội nói, chị Na, đây là người anh em của em, tên là Lý Dục Thần ạ. Châu Na gật đầu, hóa ra là anh em của Mã Sơn, được rồi. Cậu coi như nể mặt tôi mà bỏ qua đi. Lý Dục Thần lại lạnh lùng hỏi vặn lại, tại sao tôi phải nể mặt chị? Châu Na sa sầm nét mặt, Mã Sơn, có chuyện gì với người anh em này của cậu thế? Mã Sơn cũng không ngờ Lý Dục Thần sẽ nói như thế, Dục Thần, bỏ qua chuyện hôm nay đi, em đưa Đinh Hương về trước đi. Lý Dục Thần nhướng mày, nhìn chằm chằm vào Mã Sơn, anh Mã Sơn, hiện tại em còn gọi anh một tiếng anh là vì lúc trước anh từng chiếu cố đến chúng em. Từ nhỏ em đã coi anh là một người đàn ông đội trời đạp đất, là anh hùng. Em nhớ anh từng nói sẽ không bao giờ để người khác bắt nạt TV Đinh Hương. Bây giờ có người bắt nạt Đinh Hương, anh nói xem phải làm sao đây. Không phải Lý Dục Thần muốn ép buộc Mã Sơn, anh chỉ muốn biết Mã Sơn có còn là Mã Sơn của trước kia, có còn đáng để anh coi như anh em hay không thôi. Ánh mắt Mã Sơn hơi phức tạp, người anh em, không phải do anh sợ, em không hiểu chuyện ở chỗ này đâu. Lý Dục Thần không nói lời nào, bỗng chốc tiến lên và cái chát vào miệng Lưu Hồng Vũ. Lưu Hồng Vũ không ngờ anh lại ra tay bất ngờ, không hề phòng bị, ngay cả vệ sĩ bên cạnh ông ta cũng ngơ ngác.
chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì hả, giết nó cho tao, Lưu Hồng Vũ ra lệnh. Mã Sơn biết không còn đường lui nữa, bèn cầm ống thép quơ ngang, hét lớn, để xem ai dám xông lên. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lưu Hồng Vũ ôm mặt, chỉ vào Châu Na, chị Na, cô muốn làm khó dễ tôi thật sao? Châu Na cũng nhíu chặt mày, Mã Sơn. Mã Sơn đáp, chị Na, mấy năm nay chị có ơn với em, chỉ cần em còn sống, sau này em nhất định sẽ báo đáp chị. Em rất xin lỗi chị về chuyện ngày hôm nay. Dứt lời, anh ta vùng ống thép lên đập thẳng vào đầu gã đầu chọc xăm mình, làm phát ra một tiếng cốp. Lý Dục Thần mỉm cười gật đầu. Được lắm, vẫn là Mã Sơn ấy. Mã Sơn không sợ trời, không sợ đất, coi trọng nghĩa khí nhất ấy. Khi Mã Sơn ra tay, Lý Dục Thần cũng hành động. Anh nhấc chân lên đá vào đầu gối Lưu Mặt Sẹo. Một tiếng xương gãy giòn giã vang lên, chân của Lưu Hồng Vũ đã bị gập ngược lại. Cùng với tiếng la hét thê thảm, Lưu Hồng Vũ ngã xuống đất. Tôi đã cho ông cơ hội rồi mà, Lý Dục Thần lắc đầu. Á, Lưu Hồng Vũ hét thảm thiết, gọi người, mau gọi người, gọi hết người tới cho tao, giết chết nó. Á, không thể để ông ta gọi người tới, Châu Na phản ứng rất nhanh. Nhân viên bảo vệ lập tức đóng cửa lại. Nhưng Lý Dục Thần lại bảo, cứ để ông ta gọi người đi. Nghe anh nói câu này, cuối cùng Trương Nhất Bình cũng có thể khẳng định người này là một kẻ điên. Còn Chu Húc thì chỉ muốn cắn anh một phát chết tươi luôn. Để Lưu Mặt Sẹo đi gọi người, thế chẳng phải là muốn chết à? Châu Na khoanh hai tay trước ngực nhìn Lý Dục Thần, hỏi cậu có biết Lưu Mặt Sẹo là ai không? Có bao nhiêu đàn em không vậy? Đợi ông ta gọi người tới, quán bar của tôi còn kinh doanh được nữa à? Tôi nhớ lúc còn nhỏ, anh Mã Sơn thường dạy chúng tôi rằng, đánh rắn phải đánh cho chết, đánh người phải đánh cho phục, Lý Dục Thần nhìn thoáng qua Mã Sơn. Châu Na ngây người, chị ta đã hiểu được phần nào đó. Được Lý Dục Thần nói như thế, Mã Sơn cũng bắt đầu hăng hái, chị Na, chị yên tâm, chuyện hôm nay là của hai anh em bọn em, chắc chắn sẽ không làm liên lụy đến quán ba đâu. Châu Na chừng Mã Sơn, cậu nói không liên lụy là không liên lụy được à? Chị ta lập tức ra lệnh, đóng cửa, miễn phí cho tất cả khách đang ở đây, gửi thêm cho họ một tờ phiếu giảm giá. Một nhân viên bảo vệ rời đi, bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng hò hét ầm ĩ, quán bar đột ngột đóng cửa khiến khách hàng đều vô cùng bất mãn. Lý Dục Thần quay sang nói với Lâm Mộng Đình, các cô cũng đi đi, làm phiền cô chăm sóc cho Đinh Hương nhé. Lâm Mộng Đình im lặng gật đầu. Lý Dục Thần lại dặn Đinh Hương, em ra ngoài đợi bọn anh nhé. Nhớ phải đi cùng với cô Lâm đấy. Lâm Mộng Đình không hiểu vì sao Lý Dục Thần lại phải nhấn mạnh bảo rằng Đinh Hương đi cùng với cô. Trong lòng Lý Dục Thần cũng biết rõ thân phận của Lâm Mộng Đình, chỉ cần Đinh Hương đi theo cô thì nhất định sẽ an toàn. Đinh Hương hết sức lo lắng nhưng vẫn đi theo Lâm Mộng Đình. Mấy người đám Trương Nhất Bình cũng đi ra ngoài. Nhân lúc này, vệ sĩ của Lưu Hồng Vũ đã báo tin với bên ngoài, người của họ đang trên đường đến đây. Khi vệ sĩ nhắn tin, Châu Na có nhìn thấy. Chị ta vốn định ngăn cản, nhưng nhớ lại câu nói vừa rồi của Lý Dục Thần, đánh rắn phải đánh cho chết, đánh người phải đánh cho phục. Đúng vậy, dù hôm nay không cho Lưu Mặt Sẹo gọi người, ông ta không phục thì sau này vẫn sẽ dẫn người đến báo thù. Vậy cứ dứt khoát đánh ông ta đến khi nào phục mới thôi. Nhưng Châu Na không cho rằng Lý Dục Thần và Mã Sơn có năng lực đó, chính chị ta cũng không thể làm được. Nhưng có người có thể làm được. Vì thế chị ta gửi tin nhắn cho chú Minh. Ở thành phố Hòa cũng chỉ có chú Minh mới có thể khiến cho loại người như Lưu Mặt Sẹo chịu ngoan ngoãn. Không lâu sau đó, bên ngoài quán bar đã có mấy chiếc xe nhanh như tia chớp chạy đến, trong đó có hai chiếc xe con, một chiếc xe van. Trên xe con có bốn người đi xuống, còn xe van thì đồng thời có mấy chục người xông ra, trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Nhóm người Trương Nhất Bình vừa khéo nhìn thấy khung cảnh này. Mẹ kiếp, họ định đánh nhau đấy à? Là người của Lưu Mặt Sẹo, trong mắt Trương Nhất Bình lộ vẻ căm thù, không biết là đang căm thù Lưu Hồng Vũ khiến anh ta mất mặt hay là căm thù Lý Dục Thần. Sau khi quán bar dọn dẹp xong, không gian đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Nhưng ai cũng biết phía sau sự yên tĩnh này là một cơn bão sắp kéo đến. Một đám người xông vào trong quán bar. Đi lên phòng VIP trên tầng 2. Lưu Hồng Vũ đang hầm hừ dưới đất nhìn thấy người đến thì lập tức lên tinh thần, chỉ vào Lý Dục Thần nói, xông lên, giết chết nó cho tao.
những người này đều cầm gậy hoặc dao phay, lập tức xông về phía Lý Dục Thần. Mã Sơn quát to, muốn động vào anh em của tao thì bước qua xác tao trước. Anh ta giơ ống thép lên lao vào giữa đám người. Anh ta xông trái đánh phải, liên tục đỡ đòn như đang ở chỗ không người. Châu Na vô cùng ngạc nhiên, Mã Sơn đã đi theo chị ta rất nhiều năm, chị ta biết Mã Sơn đánh nhau rất giỏi, nhưng không ngờ lại giỏi như thế. Nhưng nhìn một lúc lại thấy có điều gì đó kỳ lạ. Mã Sơn có đánh nhau giỏi đến mấy cũng chỉ là một người bình thường, sao có thể một mình đánh với mấy chục người được. Anh ta cũng chỉ có thể đối phó với một vài người trước mặt, còn những người khác có kẻ vòng tới sau lưng anh ta đánh lén, có kẻ tấn công Lý Dục Thần. Mà kỳ lạ ở chỗ không hề thấy Lý Dục Thần cử động, nhưng những người xông tới trước mặt anh kẻ thì ngã nhào kẻ thì đổi hướng đánh, chẳng những không đánh chúng anh còn tự đánh vào người mình, giúp Mã Sơn giải quyết những kẻ sau lưng. Châu Na quan sát rất lâu, nhìn thấy Lý Dục Thần từ đầu đến cuối vẫn ung dung đứng tại chỗ, khiến chị ta cảm thấy khó hiểu. Người của Lưu Hồng Vũ nhanh chóng nằm đầy dưới đất. Mã Sơn đỏ mặt, nổi trận lôi đình, thở hổn hển, đứng giữa phòng tựa như thiên thần. Thật ra ngay cả Mã Sơn cũng không tin mình có thể chiến đấu với nhiều người như thế, anh ta biết chắc chắn Lý Dục Thần có giúp đỡ. Người anh em, không ngờ em học nghệ trong núi còn học được cả võ công lợi hại như thế, Mã Sơn cười to, đã thật đấy. Lâu lắm rồi không được đánh sảng khoái như thế này. Nào, còn ai nữa không? Lưu Hồng Vũ thật sự không tin vào mắt mình, nhiều người như thế đều bị đánh bại cả rồi ư. Khi nhìn thấy sau lưng mình vẫn còn hai người, ông ta thở phào nhẹ nhõm. Châu Na cũng chú ý đến hai người này. Khi nãy lúc Mã Sơn đánh nhau, từ đầu đến cuối hai người này đều chưa từng ra tay. Một người đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Mã Sơn. Một người khác thì như đang ngồi thiền, ngay cả mí mắt cũng chưa từng nâng lên. Hai người còn ngây ra đó làm gì? Xông lên đi, Lưu Hồng Vũ hét to. Lúc này hai người họ mới tiến lên. Người đầu tiên đi về phía Mã Sơn, còn người trung niên như ngồi thiền khi nãy thì đi về phía Lý Dục Thần. Người đi về phía Mã Sơn rút một con dao găm từ bên hông ra, không nói một lời, vừa xông lên đã đâm về phía sườn của Mã Sơn. Tới đây, Mã Sơn hô lên một tiếng, lách mình tránh thoát, sau đó giơ gậy đập xuống. Hai người đánh nhau trong không gian phòng VIP chật chội. Cách dùng dao của vệ sĩ rất hung hiểm, ra tay dứt khoát, mỗi chiêu đều có thể lấy mạng. Còn Mã Sơn thì dùng gậy đánh rất khí thế. Lý Dục Thần thấy Mã Sơn không có dấu hiệu sẽ thua mà còn càng đánh càng hăng thì yên tâm, tập trung sự chú ý vào người đang đi về phía mình. Anh có thể nhìn ra đây là một cao thủ võ đạo. Hai người đứng đối diện nhau, không ai nói một lời. Lưu Hồng Vũ hét to, sư phụ Hoàng, mau ra tay đánh nó tàn phế cho tôi, giữ mạng nó lại, tôi muốn từ từ giết chết nó. Im miệng, sư phụ Hoàng thậm chí còn không quay đầu lại. Lưu Hồng Vũ lập tức im lặng không nói gì nữa. Việc này khiến Châu Na rất bất ngờ. Chị ta vốn tưởng rằng sư phụ Hoàng là tay sai mà Lưu Hồng Vũ nuôi, dù có bỏ tiền thuê đến cũng không thể vô lễ với ông ta như thế được. Sao Lưu Hồng Vũ trông có vẻ rất sợ ông ta? Dường như phía sau còn che giấu điều gì đó. Sư phụ Hoàng chắp tay với Lý Dục Thần, tại hạ là Hoàng Hải của phái Thiết Y, khi nãy thấy các hạ dùng chiêu chiêm y thập bát điệt khá thuần thục, không biết cậu là người của môn phái nào, là đệ tử của ai? Châu Na thầm sáng tỏ, thì ra là chiêm y thập bát điệt, chẳng trách. Lý Dục Thần không khỏi thấy buồn cười, không ngờ người này lại tưởng pháp lực tiên gia là chiêm y thập bát điệt. Chiêm y thập bát điệt cần người khác đến gần. Sau đó mượn nội lực và độ nhanh nhẹn khiến người đó ngã ra ngoài, là một cách sử dụng sức mạnh đòn bẩy. Còn cái Lý Dục Thần học là pháp thuật của Thiên Đô, thần công cửu chuyển huyền nguyên, dù anh chưa đột phá tiên thiên nhưng muốn khiến mấy người bình thường bị ngã từ xa là chuyện dễ như trở bàn tay. Phái Thiết Y, Lý Dục Thần lắc đầu, chưa từng nghe nói tới. Hoàng Hải cho rằng Lý Dục Thần cố ý, làm gì có người luyện võ nào không biết đến phái Thiết Y, nhóc con. Vậy tôi sẽ cho cậu được nhìn thấy thập bát hoành luyện của phái Thiết Yên. Dứt lời, cánh tay ông ta khẽ rung, quần áo trên người rách ra biến thành những mảnh vụn, bay lượn trên không trung như hoa tuyết. Động tác này khiến những người trong phòng VIP trợn mắt há mồm. Châu Na cũng thấy tim đập thình thịch, chị ta sợ rằng dù chú Minh có đến cũng không dẹp yên được chuyện này. Lưu Hồng Vũ cười to, danh con đã thấy chưa, đây chính là võ công đấy, mày chết chắc rồi. Lúc này,
Mã Sơn đã dồn vệ sĩ kia đến góc. Trên người vệ sĩ đầy vết thương, chẳng mấy chốc đã không trụ được nữa, bị Mã Sơn dùng mấy gậy liên tiếp đánh ngã xuống đất. Mã Sơn quay đầu, vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng Hoàng Hải làm quần áo rách ra, anh ta thầm thấy kinh ngạc, sợ anh em của mình chịu thiệt nên lập tức xông tới. Để tôi so tài với ông trước. Dứt lời, anh ta giơ tay đập tới một gậy. Hoàng Hải cũng không thèm tránh né, mặc cho gậy của Mã Sơn đánh lên ngực mình. Một âm thanh nặng nề vang lên, cây gậy như đánh vào một tấm sắt bọc da, nó giật bắn lên, khiến cánh tay Mã Sơn tê dại. Mẹ kiếp, thật sự là thiết bố Sam. Mã Sơn hô lên một tiếng, nhặt một con dao găm từ dưới đất lên đâm thẳng về phía cổ họng của Hoàng Hải. Hoàng Hải vẫn không động đậy. Con dao đâm trúng cổ họng, mũi dao còn không đâm vào được dù là nửa phân. Mã Sơn còn muốn thử lại nhưng đã bị Lý Dục Thần ngăn cản. Để em. Anh đi tới trước mặt Hoàng Hải. Không phải ông vừa nói tôi biết chiêm y thập bát điệt à, vậy tôi sẽ cho ông thấy chiêm y thập bát điệt của tôi phá kim trung cháo thiết bố Sam của ông như thế nào. Anh vừa nói hết câu, Hoàng Hải đã bay ra xa. Dầm. Hoàng Hải đâm mạnh vào tường. Nhưng nhờ khổ luyện thiết bố Sam, dù đâm rất mạnh vào tường, với ông ta cũng chẳng đáng kể gì. Điều làm ông ta kinh hãi đó là, ban nãy ông ta không nhìn thấy rõ Lý Dục Thần đã ra tay như thế nào. Chiêm y thập bát điệt, cho dù sư tổ Trương Thiên Điệt có thi triển loại võ thuật này cũng chỉ được như thế thôi. Hoàng Hải biết hôm nay rất khó chiếm được ưu thế, nhưng ông ta vẫn còn ôm hy vọng biết đâu sẽ gặp may mắn. Người luyện thập bát điệt chưa chắc có thể đánh nhau được, nhưng ông ta đã khổ luyện nhiều năm, cũng không sợ thua cuộc. Mỗi một chiêu thức của môn võ thiết bố Sam đều là vũ khí. Chỉ cần thăm dò được cách dùng lực của đối thủ, lấy vụng chế xảo, lấy lực đánh lực, thắng được một chiêu nửa thức thôi cũng đủ để khiến đối thủ tàn phế. Hoàng Hải giang hai tay ra, ấn lòng bàn tay lên tường, người ông ta bật ngược trở lại như lò xo. Sau đó ông ta nhào lộn ngay giữa không trung như một con diều hâu, tiếp tục dùng chiêu thiên cân trụy nặng nề rơi xuống, hai chân dính chặt với mặt đất như đinh đóng cột. Với võ công thâm hậu của ông ta, trong tình huống có sự chuẩn bị, cố trụ đôi chân, thì có mười mấy người đến cũng không đẩy nổi ông ta. Nhưng không ngờ ông ta vừa vào tư thế đã tiếp tục văng ra xa. Dầm. Một lần nữa đâm mạnh vào tường. Hoàng Hải vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nhảy về, lần này vị trí ông ta đáp xuống cách Lý Dục Thần xa hơn một chút. Nhưng cũng chưa thấy anh cử động, Hoàng Hải lại bị văng ra xa. Sau 7-8 lần liên tiếp như thế, Hoàng Hải mới hoàn toàn tuyệt vọng. Tuy ông ta nhờ vào võ công thâm hậu của mình nên không bị thương, nhưng cứ tiếp tục như thế mãi cũng không được. Một cơ thể có mạnh đến đâu thì nó cũng bằng da bằng thịt, không chịu nổi sự dày vò kiểu đó. Sau khi bay ra ngoài 10 lần, Hoàng Hải đâm vào tường, không nhảy ra tiếp nữa mà trượt xuống dưới. Vị trí này cách Lý Dục Thần xa nhất, hơn nữa còn áp sát tường, cậu không còn cách nào ném tôi đi nữa chứ gì. Nhưng ông ta đã suy nghĩ quá đơn giản. Vẫn không thấy Lý Dục Thần di chuyển, ấy thế mà bỗng chốc anh đã đến trước mặt ông ta. Hoàng Hải tiếp tục văng ra ngoài. Một tiếng rầm vang lên, ông ta đâm vào một bức tường khác. Hoàng Hải đã phục rồi, phục sát đất luôn. Võ công của ông ta hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp với đối phương. Nhưng ông ta thậm chí còn chẳng có cơ hội đầu hàng, bởi vì Lý Dục Thần không hề cho ông ta cơ hội nói chuyện. Chỉ cần ông ta dừng lại rồi sẽ bị văng ra ngay lập tức. Hoàng Hải không còn bụng dạ nào nữa, sức lực cũng đã kiệt quệ, càng về sau, mỗi lần văng ra đều làm cho máu thịt và nội tạng trong người ông ta bị chấn động mạnh, võ công thâm hậu cũng không chống chọi được. Lần thứ 17, dầm, Hoàng Hải đâm vào tường rồi từ từ trượt xuống, lần này ông ta không đứng dậy nổi, chỉ có thể nằm dưới đất, cảm thấy cơ thể mình như đã rời rạc ra thành nhiều mảnh. Lý Dục Thần chậm rãi bước đến bên cạnh ông ta, cúi đầu nhìn ông ta. Tôi chịu thua, tôi phục rồi. Hoàng Hải thở phì phò, gần như phải dùng hết sức lực cuối cùng mới nói ra được mấy chữ này. Đã nói là chiêm y thập bát điệt cơ mà, còn một lần cuối cùng nữa, Lý Dục Thần cười đáp. Vẻ hoảng sợ lộ ra từ trong mắt Hoàng Hải. Sau đó ông ta lại bay lên một lần nữa. Lần này ông ta không đâm trúng tường, thay vào đó là lộn nhào trên không trung vài vòng, cuối cùng rơi xuống bên cạnh Lưu Hồng Vũ, không đứng lên nổi nữa. Lưu Hồng Vũ sợ hết hồn, đưa tay ra đẩy ông ta, thầy Hoàng, thầy Hoàng. Nhưng Hoàng Hải nằm thẳng đơ dưới đất,
người mềm oặt như đã chết rồi vậy. Lý Dục Thần bước chậm chậm tới gần Lưu Hồng Vũ. Lần này ông ta đã sợ thật rồi. Ông biết sự lợi hại của Hoàng Hải, trước khi mời ông ta đến, ông đã từng thử rồi, đạn thì không rõ, nhưng đao kiếm bình thường quả thật không thể làm ông ta bị thương. Chính vì nguyên nhân đó, nên dù biết rõ quán Ba Lam Kiều có chú Minh chống lưng cho, ông ta vẫn dám tới gây sự. Không ngờ ông ta lại bị chàng trai trẻ trước mặt này đánh bại chỉ với mấy chiêu ít ỏi. Này người anh em, có chuyện gì thì cứ từ từ thôi, thấy Lý Dục Thần bước đến gần mình, Lưu Hồng Vũ lo sợ nói, người anh em, cậu bỏ qua cho tôi đi mà, tôi sẽ cho cậu tiền, cậu muốn bao nhiêu tiền cũng đều được cả. Lý Dục Thần không nói lời nào, trên mặt bao phủ một lớp xương lạnh lẽo. Lưu Hồng Vũ tuyệt vọng, cậu bạn à, tôi biết sai rồi, tôi dập đầu xin lỗi cậu và cô gái kia nhé, tôi đáng chết lắm. Lý Dục Thần giơ chân dẫm lên cái chân còn nguyên vẹn khác của ông ta, lạnh lùng nói, lúc nãy tôi đã cho ông cơ hội rồi. Anh đạp mạnh xuống. Tiếng xương gãy và tiếng hét thảm thiết của Lưu Hồng Vũ vang lên cùng lúc. Mười mấy chiếc ô tô màu đen lao nhanh như chớp trên đường phố, đến khi có tiếng phanh xe chói tai vang lên, những chiếc xe đó dừng lại trước cửa quán Ba Lam Kiều. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi mặc trang phục thời Đường màu đen bước xuống từ ghế sau của chiếc xe đầu tiên, cầm trong tay một chuỗi hạt trầm hương. Cùng đi xuống còn có một người đàn ông trung niên mập mạp, tuy béo nhưng trông ông ấy rất có sức sống, sắc mặt hồng hào. Trên những chiếc xe đằng sau, mỗi xe đều có bốn người, một nửa mặc vest, nửa còn lại mặc võ phục trắng, trông rất giống người của câu lạc bộ võ thuật. Nhóm người này nối đuôi nhau đi vào quán Ba Lam Kiều. Những người qua lại trên đường ngoài quán ba trở nên xôn xao. Đây là ai mà trông oai thế? Khi nhìn thấy người đàn ông mặc trang phục thời Đường, Trương Nhất Bình hơi kích động nói, chú Minh đến rồi. Bởi vì Đinh Hương lo lắng Mã Sơn và Lý Dục Thần sẽ có chuyện, cô ấy vẫn chưa chịu đi, Lâm Mộng Đình đành phải ở lại với cô ấy. Còn Trương Nhất Bình và Chu Húc thì cũng rất muốn biết rốt cuộc trong quán ba đã xảy ra chuyện gì, Lý Dục Thần sẽ có kết cục như thế nào. Ai là chú Minh vậy? Diêu Lệ Lệ nhìn hai người đi song song phía trước, hỏi. Người mặc đồ đen ấy, Trương Nhất Bình trả lời, người còn lại là vệ sĩ của chú Minh. Chu Húc thắc mắc, lần đầu em thấy có vệ sĩ đi song song với ông chủ của mình đấy. Trương Nhất Bình giải thích, mọi người không biết rồi, đó là thầy Hồng, truyền nhân của Thái Cực Nam Phái, cũng là trưởng môn của Thái Cực Nam Phái ở thành phố Hòa, những người mặc võ phục đó đều là học trò của ông ấy. Thế còn chú Minh này là ai? Chú Minh là người của nhà họ Phùng, tên là Phùng Thiên Minh, nhưng tính tình phóng khoáng, thích rượu ngon, đồ cổ và phụ nữ. Nghe nói hồi trẻ chú ấy có biệt danh là đệ nhất công tử của thành phố Hòa. Vì không can thiệp vào công việc kinh doanh của gia tộc nên người ngoài không biết rõ về chú ấy. Nhưng chú ấy rất nổi tiếng trong giới của chúng ta, là ông trùm chính hiệu đấy. Lưu Hồng Vũ là một nhân vật tàn nhẫn, nhưng ở trước mặt chú Minh cũng chẳng là cái thá gì cả. Vậy họ đến làm gì thế? Chắc là do chị Na gọi đến. Anh Trương, chẳng lẽ chú Minh cũng có cổ phần của quán ba hả? Tôi cũng không biết, nhưng chị Na rất thân với chú Minh, chắc chị ấy là. Anh ta không nói rõ câu sau, nhưng nếu người nghe quan tâm thì tự nhiên sẽ hiểu được. Trong khi họ buôn dưa lê, Đinh Hương lại đang lo lắng cho Lý Dục Thần và Mã Sơn. Các anh của tôi không sao chứ? Trương Nhất Bình lắc đầu đáp, chắc là quá sức rồi, hai người họ có giỏi võ thế nào, làm sao có thể đánh lại Lưu Mặt Sẹo trong khi nhóm ông ta nhiều người như thế được. Với lại hôm nay họ gây sự trong quán ba, chú Minh cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Lâm Mộng Đình nói, rõ ràng là Lưu Mặt Sẹo sai, chắc chú Minh sẽ không làm khó mấy người họ đâu. Ban đầu chị Na ra mặt, Lưu Mặt Sẹo đã nể mặt chị ấy rồi, chuyện đã qua nhưng Lý Dục Thần lại đá gãy chân Lưu Mặt Sẹo, không nể mặt chị Na nghĩa là không nể mặt chú Minh. Mọi người trong giới đều biết chú Minh là kiểu người cầu toàn, với tính cách của chú ấy. Hôm nay để Mã Sơn và Lý Dục Thần còn nguyên vẹn ra ngoài là rất khó. Chu Húc cười khẩy, đáng đời. Tại bọn chúng tự tìm đường chết cả thôi. Lâm Mộng Đình chợt nói, Trương Nhất Bình, hay là anh đi xin giúp họ đi. Anh thường hoạt động trong giới, bố anh còn là chủ tịch của Vĩnh Thanh, chắc chú Minh sẽ nể mặt anh thôi. Trương Nhất Bình tối sầm mặt, nếu là chuyện khác, Lâm Mộng Đình lên tiếng thì anh ta nhất định sẽ làm. Nhưng bảo anh ta đi cầu xin chú Minh. Anh ta cũng chẳng có dũng khí này. Ngay cả Lưu Mặt Sẹo còn không nể mặt anh ta,
huống hồ là chú Minh. Anh ta không muốn bị bẽ mặt thêm một lần nữa. Trương Nhất Bình, đây là lần đầu tiên tôi nhờ vả anh, Lâm Mộng Đình nói. Trương Nhất Bình nghiêm mặt, do dự một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không phải tôi không muốn, đừng nói là tôi, dù bố tôi có đến thì chú Minh cũng chưa chắc sẽ chịu nể mặt. Ở thành phố Hòa, người có thể được chú Minh nể mặt không nhiều, trừ phi em nhờ ông nội của em ra mặt, chú ấy sẽ nể mặt nhà họ Lâm thôi. Lâm Mộng Đình cau mày, tất nhiên cô không thể đi tìm ông nội vì chuyện này, ông ấy cũng sẽ không ra mặt vì chuyện này. Cô ngẫm nghĩ rồi bảo, vậy để tôi đi. Nói xong, cô nắm tay Đinh Hương đi về phía quán bar. Sau khi giải quyết Lưu Hồng Vũ, Lý Dục Thần định rời đi, Đinh Hương còn ở bên ngoài, mặc dù đã giao cô ấy cho Lâm Mộng Đình nhưng anh vẫn không yên tâm lắm. Anh Mã Sơn, chúng ta đi thôi. Hai cậu đã biến chỗ của tôi thành thế này, định cứ thế mà đi luôn à, Châu Na đột nhiên lên tiếng. Lý Dục Thần sửng sốt, thế chị muốn sao? Châu Na rất tò mò về Lý Dục Thần, chẳng qua chị ta cũng không biết phải làm gì với anh. Hôm nay gây ra chuyện lớn thế này, giải quyết hậu quả sẽ rất phiền phức. Chưa nói đến việc liệu Lưu Mặt Sẹo có bị đánh cho phục hay không, trước hết phải thu xếp với bên phía cảnh sát, mà việc kinh doanh của quán bar cũng sẽ bị ảnh hưởng. Những tổn thất này tính sao đây? Thôi được rồi, các cậu đi đi. Châu Na cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định cho họ đi. Dù sao cũng không giữ được, chỉ bằng nể mặt, tiện thể tạo ân tình, sau này gặp mặt nhau cũng không xấu hổ. Chị ta vừa dứt lời đã nghe thấy ngoài cửa có người nói. Không ai được đi cả. Hai người đàn ông bước vào, cả hai đều khoảng 50 tuổi, một béo một gầy, người béo có sắc mặt hồng hào, phong thái hiên ngang. Còn người gầy thì mặc trang phục thời đường, vẻ mặt bình tĩnh, trên người có một khí chất khoan thai cao quý tự nhiên, dù chỉ đứng đó không nói câu nào cũng khiến cho người ta cảm thấy ông ấy không phải người thường. Đằng sau họ có một nhóm thanh niên mặc võ phục và một nhóm người mặc vest, chia thành hai nhóm rõ rệt, lần lượt đi vào trong phòng. Chú Minh, Châu Na ngạc nhiên gọi. Người đàn ông mặc trang phục thời đường gật đầu với chị ta, sau đó nhìn sàn nhà bừa bộn, nhíu mày lại. Chú Minh, chuyện này hơi phức tạp, Châu Na đang định giải thích chuyện đã xảy ra. Nhưng chú Minh lại ngắt lời chị ta, không có gì phức tạp đâu, Lưu Mặt Sẹo nhằm vào tôi, nhưng ông ta không dám tìm tôi trực tiếp nên đã đến chỗ cô gây sự. Nhằm vào anh, Châu Na rất kinh ngạc, sao ông ta lại dám cơ chứ? Hừ, chú Minh đi tới trước vài bước, nhìn Lưu Mặt Sẹo ngất xỉu nằm dưới sàn, quen được mấy thằng đại ca mạng là quên luôn mình họ gì. Đại ca mạng, Châu Na càng thêm tò mò, anh cũng làm dự án về mạng hả? Mục đích của bọn chúng là phim trường, chú Minh vân về chuỗi trầm hương trong tay, mấy năm trước đã có người muốn mua cổ phần phim trường của tôi cũng biết sau lưng kẻ đó là ai. Không mua được cổ phần của tôi, bọn chúng sẽ không thể thao túng được giới giải trí. Châu Na sực hiểu ra. Người trung niên mập mạp đi qua cúi đầu nhìn Hoàng Hải đang nằm dưới sàn, đưa tay ra bóp vào thân trên cởi trần của ông ta vài cái. Chú Minh nhìn ông ấy, hỏi thầy Hồng, là ông ta hả? Đúng vậy, Thiết Bố Sam, võ công khá thâm sâu, ít nhất cũng đã luyện 20-30 năm. Ai đánh ông ta thành thế này vậy? Người trung niên mập mạp được gọi là thầy Hồng quay sang nhìn lướt qua Lý Dục Thần, cuối cùng dừng lại trên người Mã Sơn. Châu Na chỉ vào Lý Dục Thần, là cậu ta. Thầy Hồng bất ngờ nhìn anh, ồ, còn trẻ thế mà đã có thể đánh bại Hoàng Hải Thiết Y, được, khá lắm. Sư phụ của cậu là ai thế? Cần phải nói cho ông biết à, Lý Dục Thần nói với vẻ mặt không cảm xúc. Thầy Hồng ngây ra, sau đó sầm mặt lại, khịt mũi nói, cậu thanh niên, đừng tưởng học được chút võ thuật là có thể không coi ai ra gì. Lý Dục Thần không có hứng thú tiếp tục nói chuyện với lão họ Hồng nữa. Bèn nói, mấy người đã nói xong chưa, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. Anh vừa đi được một bước, mười mấy tên học trò mặc võ phục đi cùng chú Minh và thầy Hồng lập tức khoanh hai tay chặn đường anh. Cậu nghĩ mình đi được hả, thầy Hồng cười khẩy. Lý Dục Thần quay người lại nhưng không nhìn ông ta, mà là lạnh lùng nhìn chú Minh, tôi không thể đi à. Thầy Hồng thấy anh phất lờ mình, vẻ tức giận hiện lên trên mặt. Nhưng chú Minh chưa lên tiếng. Ông ta cũng không tiện ra tay. Châu Na muốn bảo vệ Mã Sơn và Lý Dục Thần, thấy bầu không khí không được bình thường thì vội giải thích. Chú Minh, khi nãy hai người họ cũng coi như đã giúp tôi, nếu không thì chẳng biết Lưu Mặt Sẹo sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tôi biết,
Chú Minh ngắt lời, nhưng họ phá quán bar của cô cũng là sự thật. Tất cả mọi người đều biết cô là người của tôi, quán bar Lam Kiều chính là quán của tôi. Nếu tôi cứ thả họ đi luôn như thế, chuyện này truyền ra ngoài thì tôi biết để mặt mũi ở đâu đây. Hôm nay chỉ có người của tôi mới có thể ra khỏi nơi này. Châu Na mừng rỡ, chị ta hiểu ý của chú Minh, ông ta muốn thu Lý Dục Thần và Mã Sơn làm cấp dưới của mình. Mã Sơn, còn không mau cảm ơn chú Minh đi chứ, sau này các cậu sẽ là người của anh ấy. Châu Na sợ Lý Dục Thần sẽ vạ miệng, bèn nói với Mã Sơn. Đương nhiên Mã Sơn đã từng nghe nói đến Phùng Thiên Minh, ở thành phố Hòa, không ai có thể động vào ông hai nhà họ Phùng. Anh ta im lặng một lúc mới đáp, chị Na, em chỉ đi theo chị thôi, còn người anh em của em không thể quyết định thay cậu ấy được. Châu Na nghe vậy thì thót tim, cái thằng đần này, giờ còn mạnh miệng gì nữa, đi theo chị ta hay theo chú Minh có gì khác nhau đâu. Nhưng anh ta nói thế khiến người nghe cảm thấy không được thoải mái, điều đó có nghĩa là không nể mặt chú Minh. Chị ta chỉ có thể đặt hy vọng vào Lý Dục Thần, bởi vì có lẽ chú Minh vừa ý Lý Dục Thần nhờ khả năng có thể đánh bại Hoàng Hải Thiết Bố Sam, chỉ cần anh đồng ý là sẽ ổn thôi. Nhưng ngay khi chị ta lo lắng về điều đó, Lý Dục Thần lại lắc đầu, tôi là tôi, không phải là người của ai cả. Vậy cậu đừng hòng bước ra khỏi đây. Thầy Hồng hét lớn bằng giọng như chuông đồng, bày ra tư thế bạch hạc dương cánh. Truyền nhân của Thái Cực Nam Phái, Hồng Thiên Thành, xin chỉ giáo. Hồng Thiên Thành vừa vào tư thế, Lý Dục Thần đã biết, chắc hẳn võ công của người này cũng ngang ngửa với Hoàng Hải của phái Thiết Y kia. Có điều Thái Cực là nội gia, Thiết Bố Sam là ngoại gia, trong chuỗi khinh thường của võ thuật, những người luyện nội gia luôn coi thường ngoại gia. Trên thực tế, hai người này kém rất xa so với ninja anh gặp ở Hồ Linh Sơn, chứ đừng nói gì đến ông lão câu cá Tiền Khôn. Lý Dục Thần còn chẳng thèm ra tay, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. Nhìn thấy thái độ này của anh, Hồng Thiên Thành lập tức nổi giận, vừa định ra tay. Sư phụ, thầy cần gì phải tự mình ra tay, một thằng nhóc thôi mà, cứ để con dạy cho cậu ta một bài học, một người trong số các học trò của Hồng Thiên Thành đứng ra. Người này chắp tay với Lý Dục Thần, Thái Cực Nam Phái, Quan Húc Bình. Dứt lời, anh ta cũng đứng thành tư thế bạch hạc dương cánh giống như thầy của mình. Thấy Lý Dục Thần đứng yên bất động, Quan Húc Bình cười khẩy, ra chiêu đi. Đầu tiên lấy tay vuốt gối, chân cử động linh hoạt, tiếp theo tay như gảy đàn tỳ bà, áp lòng bàn tay vào ngực Lý Dục Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.